Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhé. Anh chị em thông cảm cho tôi nhé. Vừa rồi có bạn nào tên là Hương Hương ở trên này nhỉ? Cứ gọi điện cho tôi là cứ gọi điện cho tôi về cái việc là đòi giải quyết vấn đề của mình gì đó. Rõ ràng tôi đang livestream cùng tất cả mọi người mà, và tự nhiên gọi điện thoại đến đây và làm cái điều gì đó là tự nhiên tôi bị ao ra liên tục. Vâng ạ, mọi người kêu gọi đội nhóm lại trở lại của tôi một cái ạ. Kỳ quá. Dạ. Vâng ạ, cảm ơn anh chém rất nhiều. Dạ vâng, nhưng bởi vì là các bạn ấy, tự nhiên các bạn này để gọi là còn gọi FaceTime mà đòi lên livestream cùng với mọi người và yêu cầu là vâng ạ. Tôi vừa giải thích rồi đấy ạ, gián đoạn là do một bạn nào đó tên là Hương Hương đó ạ. Vâng. Vâng ạ, xin chào lại tất cả mọi người nhé. Đang live stream với mọi người, tự nhiên có một đồng chí nào đấy tên là Facebook là Hương Hương gọi gọi như là gọi 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 live stream cho tôi và yêu cầu là, và khi tôi đóng lại thì lập tức là nó bị gián đoạn như vậy. Vâng ạ. Vâng ạ, anh chị em chia sẻ lại của tôi một cái mất của chúng ta cái mạch nguồn cảm hứng đang live stream đúng không ạ? Vâng, tôi xin phép uống gốc nước, anh chị gọi lại của tôi cái ạ. Vâng, xin chào Nguyễn Thu Trang, chào Phạm Thanh Thanh, chào tất cả mọi người nhé. Dạ, anh chị em đang nghe rõ chưa ạ? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Vâng, mình nói luôn nha, bạn Hương Hương đang xem livestream của tôi nhé. Tự nhiên lại và hỏi xem là bút xem bóng đá sao live muộn thế, xong tự nhiên lại đi gọi livestream của tôi. Làm tất cả mọi người bị gián đoạn, bị lao ra ngoài rồi. Dạ vâng, chúng ta để ý nhé. Chúng ta đừng coi như mà gọi cho tôi, bởi vì đơn giản là chúng ta đang livestream nội dung đang liên quan đến bài giảng mà, đây phải là livestream để chơi đâu. Vâng, vì vậy không thể nào mà cho tùy tiện mọi người lên trên đây để cùng livestream được và cùng chia sẻ được đúng không ạ? Thế thì tôi tiếp tục thế này thôi anh chị em này. Điều đầu tiên tôi muốn nói anh chị là vấn đề về niềm tin. Vì vậy những thuật ngữ tôi nói ví dụ này, nào là bán hàng hệ thống là bây giờ nhan nhản là bọn kem trộn này, rồi là bán sản phẩm chất lượng thấp này, là cắt mác để dán tem này, rồi là bán sản phẩm quá đắt lại bóc nhãn này, vân vân và vân vân. Đấy là những cái vấn đề mà nó làm cho những người bán hàng chân chính, những người bán hàng thực sự là gặp rất nhiều khó khăn. Thế ở đây tôi muốn nói thêm là có rất nhiều người bán hàng thì cũng không thật sự là có tâm đâu. Bởi vì là khi mà mình bán một sản phẩm mà bản thân mình không bị sản phẩm nó thuyết phục về chất lượng, về nguồn gốc xuất xứ, về giá trị, về tác dụng. Thế nhưng mà nhiều người lại cố gắng nói lên là nó quá tốt để làm cho những người khác, người ta cảm thấy là bị ngộ nhận. Người ta cảm thấy rất là khó chịu. Và cái việc đó không chỉ giúp cho là mình bị mất niềm tin, mà nó còn làm cho rất nhiều người khác cũng kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên một cộng đồng bán hàng nó chỉ có thể tốt lên khi mà tất cả mọi người đều có ý thức gìn giữ cái môi trường là học tập một chút, giữ gìn cái môi trường là rèn luyện, rồi là giữ gìn cái môi trường là kinh doanh. Chứ nếu mà bây giờ là cứ mà chúng ta cứ cái kiểu mà kinh doanh theo kiểu bát nháo thế thì thật sự là không ổn một chút nào đâu, đúng không ạ? Cho nên việc đầu tiên là chúng ta phải có cái đạo đức kinh doanh. Thế bây giờ niềm tin thì như thế nào thì xin phép được bắt đầu như sau này. Đầu tiên là nếu anh chị lập một cái fanpage để bán hàng thì thật là tốt. Những người bán hàng chuyên nghiệp thường người ta có một fanpage để bán hàng. Thế còn cái Facebook cá nhân thì cũng có thể là bán hàng, nhưng mà nó có gặp rất nhiều vấn đề. Ví dụ như tôi livestream trên Facebook chẳng hạn là tôi gặp rất nhiều vấn đề nhé. Còn nếu mà livestream trên fanpage chẳng hạn thì thường là nó sẽ ổn định hơn. Thế thì khi mà bán hàng anh chị có một cái fanpage bán hàng ấy, anh chị comment xuống là nên có fanpage bán hàng. Thì cái fanpage bán hàng đấy chúng ta phải chăm chút nó, chúng ta có thông tin đầy đủ về sản phẩm, về dịch vụ,
về giá cả, về rất nhiều cái thông tin liên quan đến sản phẩm cũng như liên quan đến công ty của chúng ta. Thì đấy là việc đầu tiên, đúng không ạ? À, đó là cái câu chuyện liên quan tới cái gọi như là fanpage. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Ở dưới cái fanpage của chúng ta ấy, thì nó có cái phần là liên quan đến địa chỉ sản xuất của công ty, rồi là địa chỉ giao dịch của công ty đấy. Thì một trong cái tạo niềm tin rất lớn là chúng ta phải có cái địa chỉ nó rất là rõ ràng. Chúng ta đừng ghi những địa chỉ ví dụ như ở thôn này hay ở xã kia chẳng hạn, thì ai mà có thể là tìm được. Hay là chúng ta cũng đừng ghi những địa chỉ theo kiểu là trong hộ khẩu ấy, ghi mà không tìm được thì nó rất là không hay. Cho nên chúng ta ghi rất là rõ đi, đúng không ạ? À, ví dụ như số nhà 15 này, của ngõ bao nhiêu, của đường bao nhiêu, của quận nào, vân 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 vân. Và đi kèm theo nó là chúng ta nên có một cái hotline, tức là một cái đường dây nóng để chúng ta liên lạc với khách hàng. Đường dây nóng có thể là số điện thoại di động, nhưng sẽ tốt hơn nữa là bên cạnh đường dây nóng chúng ta có thêm luôn cả cái gọi như là số điện thoại cố định. Hiện nay là có rất nhiều đối tác là người ta chỉ quen làm việc với những đơn vị nào mà có đường dây nóng rồi lại có thêm cả đường dây cố định và có luôn cả cái địa chỉ rất là rõ ràng. Đúng ạ. Và nếu mà anh chị mà găm được cái địa chỉ đó lên trên gọi như là Google Map nữa, để người ta thể dễ dàng tìm thấy địa chỉ của chúng ta, thay vì việc là chúng ta đưa ra một cái địa chỉ ma chẳng hạn, thì đấy là điều mà rất là quan trọng trong việc là kinh doanh của chúng ta. Thế thì hiện nay ấy, có rất nhiều công ty thì hay có cái trò ta gọi như là mở đại lý và chi nhánh ở khắp nơi trên toàn thế giới. Nào là mở ở Úc này, mở ở Pháp này, mở ở Canada này, mở ở Mỹ này, mở ở châu Âu này. Thế sau đó chúng ta lại cứ lấy tên các cái công ty khác và chúng ta lấy địa chỉ công ty khác chúng ta ghi bừa lên trên đấy. Thế thì cái này là cái mà làm cho khách hàng người ta cảm thấy là rất là khó chịu, không đáng tin. Bởi vì công ty ở Việt Nam mà địa chỉ toàn là thôn với xã mà tự nhiên là thấy mở được cả địa chỉ ở tận là châu Âu, châu Mỹ. Thế thì khi mà người ta vào trang địa chỉ đấy thì nó không có thật. Thế thì đây là cái mà làm giảm niềm tin rất là nhiều. Và chắc chắn là có nhiều người thậm chí là còn bị fail luôn cả những đơn hàng rất lớn. Và fail luôn cả những cái hợp đồng tư vấn rất là lớn. Hợp đồng về 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 đấu thầu rất là lớn khi mà vướng phải những cái câu chuyện như thế. Thế thì ngoài ra thì cái chủ doanh nghiệp ấy, tức là người chịu trách nhiệm trước pháp luật chẳng hạn, hay là chủ doanh nghiệp, hay là mình là người bán hàng cá nhân chẳng hạn, thì là cái thông tin cá nhân của mình nó rất là đầy đủ, là rõ ràng. Thế tránh những trường hợp tôi vẫn nói đi nói lại rồi, đó là ví dụ tôi nhìn những tên ở đây nhé, là Nguyễn Hường này, ok này, Nguyễn Văn Thiệp này, Nguyễn Thị Thu Trang này, Trang Thắng này, Trần Xuân này, thì ok. Thế nhưng mà chúng ta lại chọn những cái tên mà nó không nghiêm túc, rồi là cái avatar của chúng ta không rõ mặt, rồi chúng ta đăng những hình nó mang tính là kỳ quái ma mị chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho niềm tin chúng ta bị sụt giảm ghê gớm đấy ạ. Vì vậy là anh chị em hết sức là lưu ý cho tôi cái vấn đề này. À, tôi nhắc lại lần nữa này, bởi vì là cái livestream này là livestream mới đúng không ạ? Vì vậy là lại ít người xem hơn nữa, livestream vừa rồi tôi bị gián đoạn đấy ạ. Vì vậy anh chị chịu khó dành thời gian hộ tôi chia sẻ lên trên tường lại và chia sẻ lại trên vào các đội nhóm và hộ tôi tag các bạn vào để làm sao đảm bảo người xem đông. Tôi biết là hôm nay anh chị em xem bóng đá nhưng mà bây giờ đã có 200 người trên đây thì không tệ một chút nào đâu ạ. Anh chị cố gắng livestream chia sẻ tôi để có nhiều người tham dự hơn. Thế thì tiếp theo đó là chúng ta phải xây dựng một cái website nó chuyên nghiệp. Cái kia nó là fanpage, còn đây là website. Thế thì với website thì nó có một số cái tên miền tôi nghĩ rằng là rất là đáng đáng mua. Ví dụ như là .com chẳng hạn, đúng không ạ? Nếu anh chị muốn kinh doanh tầm thế giới. Thế còn .vn chẳng hạn, chấm về Việt Nam mình thì được Việt Nam bảo hộ rất là tốt. Rồi là anh chị có thể là mua thêm là .com.vn. Thế còn anh chị làm công nghệ thông tin có thể là .net hay .info, nó tùy. Như bên tôi làm giáo dục thì là .kingsman.edu.vn. Thế tất cả những câu chuyện đó là đều thể hiện là mình rất là nghiêm túc, mình đừng mua những cái tên miền nghe nó kỳ dị quá, đúng không? Hoặc là những tên miền nó rất là rẻ nhưng không được bảo hộ thì rất là không hay. Thế thì khi mà người ta truy cập website thì người ta cũng không biết đây là website thật hay website giả đâu. Cho nên nếu có điều kiện anh chị nên mua tất cả các cái website liên quan đến công ty mình. Ví dụ như công ty tôi là Rosa Borita chẳng hạn, thì nếu có thể được nhé, anh chị đăng ký là rosaborita.com.vn này, rosaborita.com này, rosaborita.vn này, rosaborita.info này, rosaborita.net này. Thứ nhất là anh chị mua tất cả các tên miền như vậy, không phải để anh chị sử dụng tất cả các tên miền đó. Anh chị mua về sau đó anh chị được bảo hộ, anh chị không dùng. Để rồi anh chị chỉ dùng một cái tên miền thôi, nhưng mà tức là những kẻ gian hoặc những kẻ xấu đấy, người ta không thể mua những cái tên miền na ná giống chúng ta, mua cái đuôi khác. Nhưng mà cái tên miền ví dụ như một thằng là nó mua được của tôi là rosaborita .info chẳng hạn, thế là nó đưa các thông tin sai lệch lên trên đó chẳng hạn, là rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy là cái việc mà xây dựng một cái website chuyên nghiệp còn thể hiện bằng việc là anh chỉ phải đăng ký cái sở hữu bảo hộ trí tuệ.
Thế thì ở đây thì anh chị biết rồi, một cái nơi mà cái hàng giả hàng nhái chất lượng kém nó rất là tệ đấy, thì chúng ta phải bảo vệ cái tên của chúng ta, bảo vệ cái doanh nghiệp của chúng ta, và các cái thông tin chúng ta đưa ra là rất là nghiêm túc, nó rất là chính thống. Thế còn ở trên mạng này, nếu mà anh chị nào đang cung cấp các cái dịch vụ như vậy thì có thể là thông báo cho mọi người để mọi người biết, để mọi người có thể liên lạc, để giúp họ có thể là có được cái tên miền nó hay, có được cái fanpage nó chính, đúng không ạ? Thế còn ngay cả cái việc mà chúng ta mà có cái fanpage, mà chúng ta có là cái Facebook, mà anh nào mà có khả năng được cái tích xanh chẳng hạn, thì nó sẽ gọi như là đáng tin cậy hơn rất là nhiều. Còn trên YouTube thì một số anh cũng ghi là ví dụ như là Hoàng Trung Dũng, như là official chẳng hạn, là chính thức chẳng hạn, hay là tôi chẳng hạn, ngay cả Facebook tôi hiện nay có rất nhiều người làm giả nhé, việc tôi phải ghi là Hoàng Trung Dũng mở ngoặc là Kingsman, và phải ghi đầy đủ thông tin của tôi, chứ còn những cái Facebook khác mà có những cái thông tin không đúng đấy không phải không phải là Facebook của tôi đâu nhé. Thế thì tiếp tục nữa là gì ạ? Khi mà chúng ta bán một sản phẩm dịch vụ thì một trong những cái tuyệt vời nhất đó là anh chị phải có cái chứng thực cho sản phẩm của mình. Chứng thực cho sản phẩm của mình, ví dụ như là các cái tiêu chuẩn, ví dụ với thực phẩm chức năng chẳng hạn, từ ngày mùng 1 tháng 7 2019 là người ta yêu cầu phải có cái chuẩn GMP. Thế thì chúng ta phải làm sao để có cái giấy chứng minh rằng là mình đạt GMP, dù đó là GMP trong nước hay là GMP nước ngoài, rồi là GMP đó là dành cho lĩnh vực về mỹ phẩm hay là thực phẩm chức năng hay là dược phẩm, rồi là GMP đó là GMP xuất xứ từ Úc hay là xuất xứ từ Mỹ hay là xuất xứ từ châu Âu, thì chúng ta không thể nói miệng được mà chúng ta phải có cái bằng chứng. Thế thì khi mà có bằng chứng như vậy thì chúng ta không nhất thiết là chúng ta cứ phải là treo lên đó như kiểu là một thể hiện là mình đang có bằng chứng tốt đây, đúng không ạ? Mà chúng ta để khi nào bất kỳ khách nào khách hàng mà muốn dùng chẳng hạn, thì lập tức là chúng ta sẽ trưng ra cho khách hàng, để tránh tình trạng là người ta không tin mình nói và mình lại cũng không có gì để mà mình chứng minh cả, thì đây là một điều rất là tệ. Thế thì rất mong là các anh các chị là chúng ta sẽ làm sao để có được cái chứng thực, đúng không ạ? Thế đặc biệt trong lĩnh vực mà cái gì uống vào mồm, ăn vào miệng, ví dụ như là thực phẩm chức năng chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là mỹ phẩm bôi lên da, hay là thuốc uống vào bụng, hay là đồ ăn đồ uống chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có cái chứng thực như vậy. Và cái chứng thực này cần được cấp bởi những cơ quan thật sự là có thẩm quyền, chứ không phải là cái việc là chúng ta tự làm ra. Tôi biết là hiện nay còn có một số đơn vị, một số người ấy, là không có được cái chứng thực nghiêm túc, để có thể là chúng ta dùng Photoshop chẳng hạn, chúng ta làm cái chứng thực trông từ xa trông có vẻ là oai, thế nhưng mà nó lại là cái mà nó không 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 đúng. Thế thì tôi rất mong các anh các chị là chúng ta cần phải nghiêm túc trong vấn đề này. Thế thì bây giờ tôi xin hướng dẫn anh chị là chúng ta có một cái kênh, ngay cả công ty của chúng ta hoặc là anh chị mà có cái giấy chứng thực như vậy thì anh chị cũng đừng nên là photo không cho khách hàng xem đâu, mà nói với khách hàng là gì, các anh chị có thể vào website, ví dụ anh chị có thể vào với cục vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế chẳng hạn, anh chị gõ tên doanh nghiệp đó ra, anh chị gõ cái tên sản phẩm đó ra, thì lập tức nó sẽ là online hết, bây giờ mọi cái đều là online cả mà, thì chúng ta có thể thấy luôn là ví dụ như công ty Rosa Bonita là đang có những sản phẩm nào đã được chứng thực rồi, chứng thực từ ngày nào, đúng không, được lưu hành ở đâu, thành phần công dụng nó là gì, vân vân và vân vân. Thì đấy là cái để mà chúng ta có được cái niềm tin để chúng ta đi bán hàng, và cũng là niềm tin cho khách hàng. Thế thì hiện nay ấy, tôi vẫn nhắc lại là cái điều kiện niềm tin, tức là bạn muốn truyền niềm tin cho người khác thì bản thân bạn phải là có niềm tin đã. Bạn còn không tin vào sản phẩm của mình đang bán, bạn còn không tin vào công ty mình đang hợp tác, thì làm sao bạn có thể bán sản phẩm cho người ta được. Cho nên vì vậy là bản thân bạn cũng phải lên trên mạng, bạn phải tra rất là kỹ ở những cái website được công bố chính thức. Ví dụ như là cái website của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm chẳng hạn, thì cái tên website nó hơi lạ, ví dụ như là nghị định 15.gov.vn gì đó. Thế thì vào đó thì anh chị mới thấy được là à, hóa ra là mình đang bán sản phẩm là tốt thật, mình đang bán sản phẩm là được cấp phép thật, và cấp phép từ ngày này đến ngày này thật. Thế thì chúng ta sẽ tự tin vào sản phẩm hơn, và khi đó chúng ta sẽ bán sản phẩm mà chúng ta sẽ luôn luôn là có được cái thông tin rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thay vì việc là chúng ta cứ nói một cách là chung chung cho khách hàng thì người ta không tin chúng ta đâu. Thế thì thưa anh các chị là à, đây là cái liên quan tới cái yếu tố liên quan đến niềm tin. Thế tiếp tục nữa là thế này. Thế tại sao thời gian gần đây ấy, có nhiều người bán hàng thì lại tìm cách là bán hàng theo hệ thống, hoặc là bán hàng online theo hệ thống? Thế thì đây nó nằm trong một cái lý thuyết rất quan trọng, đó là dựa vào ông lớn để mà kinh doanh. Thế nào là dựa vào ông lớn để kinh doanh? Thì thế này anh chị em nhé. Ví dụ như là bây giờ anh chị vừa thành lập một công ty. Thế thì một cái công ty mà nó vừa ra đời thì rất khó xây dựng thương hiệu hình ảnh ngay. Đặc biệt là nhân hiệu cá nhân của cái người bán hàng đó cũng không là cao. Thì chúng ta sẽ rất khó lòng để chúng ta có thể có được cái thương hiệu ngay và niềm tin ngay với khách hàng. Thế là ví dụ như người ta sẽ tìm được, đúng rồi, Nguyễn Bắc Việt nói đúng đó. Đó là có thông tin về
cái nghị định 15 này, đúng không ạ, là chính là cái thông tin mà liên quan tới cái chúng ta có thể tra được các cái dòng thực phẩm chức năng hay là mỹ phẩm hay là thực phẩm ăn uống, đúng không ạ, để chứng thực rằng là có được cái chất lượng để có thể mang bán ra thị trường. Anh chị có thể tra tại đó, anh chị có rất nhiều kiểu tra và tôi đã vừa ghim lên cho anh chị cái nghị định 15, anh chị thấy là như vậy. Thế thì bây giờ dựa vào ông lớn tức là thế này ạ, người bán hàng trên thị trường thì đông nhưng mà niềm tin của khách hàng thì không có. Thế thì ở trên thị trường hiện nay đã có những công ty đã thiết lập được cái uy tín của mình. Thế thì các anh chị em, đặc biệt các bà mẹ bỉm sữa, các cán bộ chẳng hạn, thì chúng ta là nên bán hàng cho các hệ thống đó. Những hệ thống lớn người ta đã có uy tín rồi, người ta đã có đăng ký sản phẩm rồi, người ta đã có tất cả mọi cái rồi. Thế thì khi mà chúng ta đi bán như vậy thì chúng ta vừa được người lo về sản phẩm, chúng ta vừa được người đào tạo hướng dẫn, vừa có cái cam kết của công ty. Và chúng ta cũng gọi như là hàng trăm người đã làm thành công rồi và đã có niềm tin với khách hàng rồi, thì mình vào thị trường với sản phẩm đó, với công ty đó nó dễ hơn nhiều là chúng ta tự bán một mình. Cho nên các cụ nhà mình có một câu rất hay, đó là đừng thấy thiên hạ ăn khoai để vác mai đi đào. Tức là thấy người ta tự thành lập một công ty thì mình cũng tự thành lập một công ty, rồi là mình cũng tự gọi như đăng ký sản phẩm dịch vụ. Thì tôi nghĩ rằng là nó khó hơn là nhiều là chúng ta tham gia một hệ thống được coaching. Thế đấy cũng là lý do mà tại sao tôi vẫn nói là gì ạ, anh chị em tìm lại cái bài viết Facebook của tôi từ mấy hôm trước đó, là tôi đã có dán cái đường link lên trên đó, đúng không ạ. Hoa hồng nhá, bị giảm số lượng người xem là bởi vì vừa rồi là bị ao ra, là do một bạn tự nhiên bạn lại gọi điện thoại đến đây để đòi livestream cùng. Thế là khi mà từ chối bạn đấy thì đồng thời là cái Facebook nó cũng đuổi cả hai ra ngoài luôn. Anh chị hộ tôi chia sẻ lại với các đội nhóm nào, anh chị hộ tôi là tag bạn bè vào, anh chị share lên tường của anh chị đi ạ. 144 người này mà share lên tường của mình thì chắc chắn là sẽ có nhiều người tham gia hơn đó ạ. Thế thì thưa anh các chị, là vì vậy là thời gian vừa qua là Rosa Bolita chúng tôi đã giúp đỡ được rất nhiều bạn là kinh doanh như vậy. Bạn gọi như là tham gia vào đây đặt được đảm bảo về sản phẩm này, có nguồn gốc xuất xứ tốt, đúng không ạ? Được hệ thống đào tạo, được các cái người kinh doanh đã có kinh nghiệm hướng dẫn và chia sẻ, và đặc biệt là uy tín cá nhân của những người đã làm trong hệ thống này cũng rất là tốt để có thể là hướng dẫn và kèm cặp các bạn. Và các cái giấy tờ, chứng chỉ, chứng minh vân vân và vân vân là chúng ta đều có hết. Vì vậy anh chị có thể ví dụ anh chị vào thử thực hành, tí thực hành luôn này, vào ngay cái website của Nghị định 15 này, anh chị tra tên Rosa Bolita chẳng hạn, anh chị sẽ thấy ngay là Rosa Bolita chúng tôi có những sản phẩm nào đã được xin cấp phép, đúng không ạ? Sản phẩm nào đang cấp phép chẳng hạn, trên nó đều có cả, có công bố đầy đủ cả, nên chúng ta sẽ thấy được ngay. Thế thì thưa anh các chị rằng là rồi là nhà máy nào đạt chuẩn GMP ở Việt Nam, tất cả trên nó đều có cả đấy ạ. Thế cho nên là đấy là cái mà tôi rất là muốn chia sẻ với anh chị để chúng ta có được niềm tin. Thế thì cái điều thứ hai, cái cách vừa rồi nhá, tôi nói từ đầu đến giờ là chúng ta được một cách rồi, đó là chúng ta chốt bằng niềm tin. Và để có được niềm tin này thì chúng ta phải xây dựng một cách nó từ từ, mất thời gian và chúng ta không được nản chí. Quan trọng nhất là chúng ta muốn đem một cái niềm tin cho khách hàng và chúng ta làm ăn nó nghiêm túc thì sẽ ok thôi. Thế thì cái cách thứ hai, đó là gì ạ? À đấy, vừa người có báo cho tôi lại đồng chí nào bán về tăng giảm cân gì đó, lại 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 đi tham gia vào livestream của tôi rồi. Rất là mệt đấy anh chị thấy không? Những cái người như vậy thì rất khó đạt được niềm tin. Tự nhiên livestream của tôi mà toàn đi test tự động tôi vào thôi, tôi đâu có bán trà giảm cân với cả sữa giảm cân gì đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà cứ test vào đấy, xong có ông lại còn bán mắt view với cái gì đó, cùng bám đu trend vào đấy, đu view vào đấy. Thế là đây là cái mà tôi nghĩ rằng là những người kinh doanh như vậy thì tôi nghĩ rằng là có sử dụng công cụ nào chăng nữa. Đúng là bây giờ tôi dùng điện thoại tôi không thể gỡ được anh ra ngay, nhưng mà tí nữa tôi dùng máy tính tôi vẫn gỡ được anh ra. Thế nhưng mà tôi chắc chắn với anh là anh mất rất nhiều niềm tin ở mọi người, bởi vì cái người bán hàng nghiêm túc thì không cần có thể bám một người khác như vậy, không cần nên làm những điều như vậy. Thế thì cái cách thứ hai ạ, cái cách thứ hai trong số 11 cách của chúng ta, tôi nhắc lại là hôm nay chúng ta sẽ có 11 cách cơ. Cho cách thứ hai của chúng ta đó là gì ạ? Bán hàng là không vồ vập. Đấy. Chúng ta tư vấn chứ chúng ta không bán hàng. Đấy, chúng ta là không vồ vập khi mà bắt đầu khách hàng thể hiện là có nhu cầu. Thế thì thể hiện cái sự không vồ vập là gì? Không vồ vập đây tôi xin lấy một cái ví dụ rất nhỏ là thế này này. Ví dụ như có một người ta vào inbox cho chúng ta, chị ơi, sản phẩm của chị thế nào hả chị chẳng hạn, tức là người ta hỏi chúng ta như thế. Thế khi mà người ta hỏi chúng ta như thế chẳng hạn, chúng ta cũng trả lời thôi, về sản phẩm của mình là sản phẩm giải độc gan, sản phẩm này là chữa một số cái bệnh như thế này liên quan đến gan. Thế chúng ta nên dừng lại. Chúng ta không nên cái kiểu là pam 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 như tôi đang nói đây,
và chúng ta gửi ngay gọi như là như đập vào mặt người ta tất cả các loại giấy tờ, tất cả các loại thông tin, tất cả các loại bằng chứng và minh chứng, làm cho người ta sẽ cảm thấy nghi ngờ các bạn đấy ạ. Rồi người ta sẽ bảo là ô thằng bán hàng là tại sao mày kiểu gì mà mày lại 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 dỗi việc như vậy, tao chỉ hỏi mỗi câu là sản phẩm mày là sản phẩm gì mà tại sao mày còn đưa luôn cả các chính sách rồi là đưa luôn cả các thông tin liên quan và gần như ít liên quan đến tao như thế, thì đây đã làm cho mọi người cảm thấy là bị nghi ngờ. Thế rồi là gì ạ? Tôi nhắc lại lần nữa là cái quá trình người ta tìm đến chúng ta, người ta comment chúng ta như vậy, người ta inbox chúng ta như vậy, tức là người ta muốn chúng ta tư vấn. Có thể người ta hỏi một câu là chị ơi, em thường xuyên là không làm vợ em hạnh phúc chẳng hạn, thế theo chị thì em đang bị cái chứng gì vậy? Thế thì anh chị em không thể nào lập tức là em ơi, thì không quan tâm là chứng gì đâu, em cứ mua King Ion về em uống là xong, không nên như thế. Thế người mình sẽ thể hiện rõ mình là người bán hàng, trong khi mình là đang cần là người tư vấn cơ mà. Cho nên vì vậy là chúng ta phải tư vấn, bạn ơi thế thì thường là bạn quan hệ mỗi lần là bao lâu, một tuần bạn quan hệ mấy lần, thế thì vợ chồng bạn đã đi khám chưa, hai vợ chồng có vấn đề gì không, thế thì không biết là trong khi quan hệ như vậy thì các bạn quan hệ trong cái không gian hoặc là bối cảnh thời gian như thế nào, ngày hôm đó bạn có thật sự bị stress hoặc bị làm sao không, thế thì bạn cho mình biết nhé. Hỏi cái này hơi tế nhị chẳng hạn, thì thường là trong quan hệ thì vợ bạn là người mạnh hơn, ham hố hơn hay là bạn là người ham hố hơn, thế thường thì những lần quan hệ gần nhất thì cô có thể thể hiện thế nào, tức là chúng ta là người tư vấn chứ chúng ta không phải là cái người theo cái kiểu là bán bằng được một sản phẩm cho người ta. Thế hay là người ta hỏi những cái gì liên quan đến trắng da, hay là người ta hỏi liên quan tới bổ sung collagen, hay là người ta hỏi chúng ta về việc làm thế nào để có thể gọi như là có một bộ quần áo phù hợp với cả vóc dáng rất là to béo của người ta. Thế chúng ta đừng bán hàng theo cái kiểu gọi như là cứ cứ sơi sơi đập vào mặt người ta sản phẩm như vậy, thì người ta cảm thấy rất là sợ. Rồi tiếp tục là có một cái mẹo, cái này nó chỉ là cái mẹo nhỏ thôi này. Thế thì đôi khi ấy, là một người bán hàng mà nếu như cái cửa hàng đông khách thật ấy, thì có thể rằng là cái người chủ bán hàng đó người ta không đủ thời gian để người ta thể trả lời ngay được tất cả các câu hỏi của khách hàng. Thế cho nên vì vậy là các bạn đừng có kiểu là vừa nhìn thấy một người coi như là comment đến, hay là mọi người vừa hỏi thông tin là lập tức chúng ta vội vàng trả lời ngay, cứ như kiểu là mình ngồi rình sẵn khách hàng đó và cả ngày chỉ có một khách hàng mình trả lời thôi vậy. Thế là cũng có thể là mình để nó không nên quá lâu, và đặc biệt là nếu đã để trôi qua là bạn phải nhớ bằng được, chứ không phải là cái kiểu là à, thế này thế kia đâu nhé. Thế thì thế là Kiều Trần, thì tôi sẽ trả lời câu hỏi này của Kiều Trần sau nhé, bởi vì cái kiểu mà ghé thăm hàng xóm bán hàng là chuyện bình thường mà em, đấy là kỹ thuật bán hàng offline trong kinh doanh online mà, cái này tôi vẫn áp dụng cho hệ thống của tôi cũng như tôi vẫn đào tạo cho các bạn mà, vì vậy cái việc đó không có gì là điên rồ đâu, việc là việc bình thường. Nếu từng những người đã từng học tôi trong các hệ thống ấy, tôi đào tạo ấy, thì là cái việc là việc rất bình thường Kiều Trần nhé. Thế thì thế này này, khi mà anh chị nhận được một cái comment hỏi hàng, khi mà anh chị có một người nào đó gọi như là vào hỏi thông tin sản phẩm, thì anh chị trừ khi anh chị nhìn qua anh chị thấy là cái câu hỏi là một câu hỏi cháy nhà chết người, tôi không nói. Thế còn những câu hỏi mang tính là hỏi chơi chơi, hỏi sơ sơ, hỏi gọi như để làm quen, thì anh chị cũng có thể là dừng lại chờ đâu đó tầm khoảng 5-10 phút anh chị mới trả lời. Và bắt đầu câu trả lời vẫn rất là đơn giản là gì ạ? Là mình chào bạn, mình rất là xin lỗi bạn bởi vì là mình không thể trả lời bạn được ngay, bởi vì là mình vừa rồi đang tiếp khách, bây giờ mình vừa tiếp khách xong, bây giờ mới có thời gian hỏi bạn. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện nhé. Có phải bạn đang muốn hỏi sản phẩm Liverpool Tech của chúng tôi hay không? Và thế là bắt đầu chúng ta bắt đầu mới trả lời. Và tôi vẫn nhắc lại là vẫn giữ nguyên tắc là người ta hỏi gì mình trả lời đấy, hoặc là mình chỉ gợi cho người ta thôi, chứ không nhất thiết là mình phải đưa tất cả thông tin mình có mình đập vào mặt khách hàng như vậy, đúng không ạ? Vì vậy tôi nhắc lại lần nữa là chị comment xuống đi ạ, đừng đập thông tin vào khách hàng, và đúng không ạ, chúng ta đừng nóng vội, đừng đập thông tin vào khách hàng nào, anh chị tư vấn, anh chị comment xuống đi ạ, đừng đập thông tin vào khách hàng, đúng không ạ, đừng đập vào mặt khách hàng thông tin, đừng vội vàng, đừng mà cố tình tỏ ra là muốn bán cái gì đó, chúng ta cứ từ từ, chúng ta cứ nhẹ nhàng, rồi chúng ta cũng sẽ bán được. Bởi vì thật lòng là khi người ta đã thích, đúng không ạ, thì người ta sẽ theo đuổi cái cuộc trò chuyện đấy, người ta sẽ trông ngóng cuộc chờ đợi đấy. Còn nếu chúng ta thấy rằng là họ hoàn toàn không thích, họ chỉ hỏi là qua đường cho nó vui, thì chúng ta mà cứ nhiệt tình quá như vậy thì đôi khi làm cho người ta cảm thấy rằng là cái tư vấn của chúng ta nó không có giá trị, hoặc người ta còn coi thường cái tư vấn. Thế cho nên nhiều khi tôi vẫn nói là tôi quay trở về câu chuyện nhé, ngay cả cái livestream của tôi cũng là một ví dụ cụ thể đấy. Nhiều khi mà mình cứ mời mọi người like, share, comment nhiều quá, hoặc là mình cứ như kiểu là mình muốn mọi người học nhiều ấy, thì có khi mọi người lại tưởng là thầy Dũng này rảnh việc lắm, thầy Dũng không có việc gì làm,
Thầy Dũng này như kiểu là chỉ đợi mỗi tối thứ năm với tối chủ nhật để livestream cho mình thôi. À tôi xin phép dừng lại một chút nhé, tối chủ nhật này. Thế thì tối ngày mai này tôi đi công tác rồi, và tôi đi công tác thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đào tạo cho những hệ thống rất là lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì tôi ra Nghệ An, cũng có một buổi hội thảo ở Nghệ An. Và từ Nghệ An tôi về, tôi báo các anh chị là tôi bay từ tầm 8 giờ tối, thì chắc là tầm khoảng là 9, 10 giờ tôi mới về đến nhà. Thế thì riêng trong chủ nhật này thì trong trường hợp mà tôi về muộn thì tôi sẽ live stream rất là muộn. Có thể là 10 rưỡi, 11 giờ mới live stream. Còn nếu mà về sớm hơn thì tôi sẽ live stream sớm hơn. Hy vọng là 10 giờ thì live stream cho anh chị được. Cho nên riêng cái ngày chủ nhật này là cái ngày mà tôi phải bay, và tôi không biết được là giờ chính xác nó hạ cánh, và đặc biệt là từ hạ cánh về đến nhà là mấy giờ. Nên có thể rằng là tôi sẽ live stream muộn, thì tôi sẽ báo lại cái giờ chính xác để cho anh chị em có thể theo dõi được. Bởi vì cái nội dung của buổi live stream sau nó cũng rất là quan trọng, nó sẽ đều là câu chuyện bán hàng. Thế thì tôi cũng vẫn muốn là giữ đúng cái lịch là thứ năm và chủ nhật, nên các bạn cũng cố gắng là theo dõi tôi nhé. Dạ vâng. Thế thì thế này, 180 người rồi ạ, anh chị rất là tuyệt vời, anh chị hộ tôi tiếp tục share, anh chị tiếp tục hộ tôi chia sẻ đi ạ. Vâng ạ, chịu khó gọi như là tương tác hộ tôi đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có được những buổi live stream nó rất là tuyệt vời đấy. Anh chị em thấy không ạ, tôi nói đúng không? Cái ngày đầu tiên tôi lên đào tạo ấy, mặc dù nội dung không có gì nhiều thì có tầm khoảng là 500 người xem. Thế nhưng mà bởi vì người ta chỉ cần xem, người ta tưởng tôi làm diễn trò diễn hề gì ở trên này, người ta thích xem lắm. Thế nhưng mà khi mà thấy rằng là có tầm khoảng là khi thấy thấy tôi nói là đào tạo về bán hàng, đào tạo về hoạt động công ty, đào tạo về quản lý đội nhóm, về nhân sự, thế là những người mà người ta thật sự là không có nhu cầu là người ta bỏ bớt đi rồi. Thế tôi thì tôi không bao giờ nuối tiếc là những cái người là bỏ bớt như vậy, đúng không ạ? Mà tôi chỉ cần những người mà thực sự là có giá trị ở lại nghe tôi nói và lan tỏa giá trị này cho những người khác, thì tôi đã rất là trân trọng cảm ơn, chứ không nhất thiết là phải kêu gọi những người không có nhu cầu vào đây, nó làm giảm giá trị của mình đi. Vì vậy là khi mà anh chị em mà bán hàng ấy ạ, là anh chị em nên nhớ rằng chúng ta cũng không nên vồ vập quá, chúng ta không nên rẻ rúng cái sản phẩm và công ty của chúng ta. Chúng ta thích có doanh số thật, chúng ta thích có cái gọi như là mua bán thật. Thế nhưng mà chúng ta đừng nên là làm rẻ rúng cái giá trị của chúng ta đi bằng cách bán hàng cho những người không có quan tâm, và bán hàng cho những người người ta thật sự không có nhu cầu. Thế thì tiếp tục nữa là gì? Cái cách số 3 anh chị nhá. Cách số 3 này, anh chị comment xuống này, cách số 3 này. Đó là khi mà có dấu hiệu người ta thích sản phẩm chúng ta rồi, và người ta thật lòng người ta muốn mua rồi, thì chúng ta sẽ phải cho họ là phải một cái quyết định mua hàng ngay và không suy nghĩ, bằng cách là dồn ép người ta. Thế tại sao lại dồn ép người ta là thế này này? Con người ấy, là bản chất người ta mua hàng chủ yếu là do cảm xúc. Cho nên trong bài viết sáng nay của tôi vẫn nói là yếu tố cảm xúc là rất nhiều người chọn là em mua hàng bằng cảm xúc. Tức là nếu sản phẩm có tốt thật, nếu sản phẩm giá có rẻ thật, do bạn bè em khuyên thật, và kể cả người bán hàng đã thuyết phục được em thật. Nhưng nếu mà người bán hàng lại không có kinh nghiệm để cảm xúc của em trôi qua cái giai đoạn đó ấy, thì chắc chắn rằng em sẽ không mua hàng, em lại tìm một cớ để em khoái thác. Cái kiểu nó là có gì để chị xem đã, mới cả em ơi có gì chị đi thêm một tí ấy, là cái đấy là bắt đầu bị tụt cảm xúc, là bị vượt qua cái vòng kiểm soát của người bán hàng rồi đấy ạ. Thế cho nên ở đây là thế này này, cái người mua hàng ấy nó hơi giống cái người tự tử ấy anh chị. Thế thì một kẻ chán đời ấy, kể cả hôm trước giống cái thằng mà nó leo lên cột điện ở Hà Đông này này, thế lúc bắt đầu nó muốn tự tử hay là lúc mà nó gọi là cảm xúc lên cao ấy, là xin thưa chị, nó sẽ dí cái súng vào đầu này, nó bảo tao bây giờ là chỉ muốn tự tử thôi. Và lúc đấy là cái lúc mà cái cảm xúc nó lên cao nhất. Thế nhưng mà chỉ cần qua 3 phút đấy thôi, tức là cảm xúc nó tụt xuống rồi, thì lúc đấy anh chị bảo là mày giỏi mày bắn vào đầu mày đi, thì lúc đó nó sẽ không bắn nữa. Và hôm nọ tôi nhìn cái thằng nó tụt từ cái đỉnh cao cái cột nó xuống, tôi buồn cười quá, mặc quần thủng tận đít, thế nhưng mà leo rất nhanh, bởi vì đơn giản là không xuống tí nữa gió nó quật thì mày chết rồi, mày không còn cảm xúc để mày trụ trên cột nữa đâu. Thế thì ở đây là xin thưa anh chị, là cái người bán hàng nó cũng y hệt như vậy, cái người mua hàng nó cũng y hệt như vậy đấy anh chị, thấy không nào? Đây là một ví dụ rất nhỏ về cái buổi livestream buổi tối hôm nay của tôi này, đang có hơn 200 người theo dõi, mọi cái đang rất hay. Thế nhưng mà chỉ vì một yếu tố là làm tôi bị out ra cái buổi đấy thôi, là lập tức là có 40 người là bị tụt cảm xúc, là không thèm vào lại nữa, đi ngủ thôi. Hoặc là có thể vác xe ra đường đi đua xe ngoài đường rồi. Nó bị tụt cảm xúc. Và đây là cái cách số 3 này, là cách mà thể hiện rõ nhất là cái trình độ chốt của chúng ta này này. Đúng không nào? Tôi nói đùa như giống như kiểu là hai anh chị đang yêu nhau chẳng hạn, rủ mãi mới có cảm xúc ra Hồ Tây, đứng đang lim dim nhìn vào mắt nhau,
Thế tự nhiên là có một thằng ăn mày đi qua là cô ơi cô cho con xin 500 chẳng hạn. Thế tự nhiên là đi chửi thằng ăn mày đấy, xong lúc quay sau lại thì hai vợ chồng tương lai là không thể ôm nhau được nữa, không thể yêu nhau được nữa, mà đôi khi mất hẳn một mối tình chỉ vì thằng ăn mày như vậy. Thế là cái cảm xúc chán ngang đấy nó rất là nguy hiểm. Thế cho nên thưa các chị rằng là chúng ta đừng coi như là để những cái trường hợp mà khách hàng người ta có cái cớ để mà người ta khoái thác như chúng ta. Thế thì nó có rất nhiều cách. Tuy nhiên ở đây trong bán hàng ấy thì anh chị comment xuống này, nó có một số cái như sau này. Thứ nhất là theo kiểu là cái lô hàng này chúng em chỉ còn có 20 lọ thôi, vì vậy là anh mua nhanh kẻo hết, đúng nào? À, bây giờ cái lô sau ấy thì cũng có thể là chúng em không còn đúng cái chủng loại này nữa, mà cái chủng loại này đang hợp với cả anh chị, vì vậy anh chị hãy mua ngay, bởi vì là chị em chỉ còn có 20 đơn hàng nữa thôi, mà em thì cứ gọi như là một ngày vài chục đơn, vì vậy là chỉ còn 20 đơn, anh quyết nhanh cho em một cái, em ưu tiên cho anh, bởi vì em đang nói chuyện với anh, chứ còn tí nữa em dập máy xuống em nói chuyện với người khác là anh không còn cơ hội nữa đâu, đúng nào? Lúc bây giờ là bắt đầu là cái vị thế đàm phán của cái người đàm phán bắt đầu lên cao rồi đấy. Thế thì thưa anh các chị là tiếp tục có cách thứ nào theo kiểu là gì? Anh ơi, đây là ngày duy nhất trong năm mà em tiến hành là khuyến mại, là mua hai tặng một. Cái sản phẩm này anh lạ gì ạ? Từ xưa đến nay làm gì có ai khuyến mại đâu. Nhưng mà hôm nay là bọn em ưu đãi đặc biệt thôi. Đằng nào cũng phải dùng thì anh dùng luôn ngày hôm nay cho em nhờ. Ngày sau anh phải bỏ tiền ra. Chỉ ngày mai thôi mình mua sản phẩm nó lên cao như vậy. Thế chính tôi là người đi giảng để bán hàng, mà hôm trước tôi cũng được Vinmark là người ta chốt bán hàng kiểu thế đấy, khi mà mua cá hồi đấy. Thế thì bình thường là cá hồi có thể là rất là đắt, cả gọi như là gần triệu đồng một cân. Thế nhưng mà hôm nay thì nó lại chỉ có là 400-500 nghìn thôi chẳng hạn. Thế là người ta đưa ra một cái ngày đặc biệt. Người ta bảo là anh ơi, đằng nào anh cũng mua cho con ăn. Thế thì mấy cá hồi nó rất là ngon mà để tủ lạnh nó rất là lâu. Thế thì anh mua nửa con thì cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu anh mua được cả con cho em thì tốt. Mua cả con này thì chỉ ngày hôm nay có giá như vậy thôi anh ạ. Mua cả con mà giá có như là nửa con mọi khi thôi, anh mua cho em. Thế là cuối cùng là mình cũng mua. Đấy, trong đặc biệt xung quanh lại có mấy bà đang vây quanh nhòm nhòm ngó ngó nữa, lại cũng nói ui cá ngon nhỉ, ui cá rẻ nhỉ chẳng hạn. Thì lúc cảm xúc lên cao thì tôi vẫn nhắc lại câu nói là cảm xúc mà lên cao thì trí tuệ sẽ đi xuống, móc tiền ra mua hàng mà. Cho trong lúc này là người ta không 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 có cái sự lựa chọn. Thế thì cũng có một cách khác nữa là gì? Người ta đôi khi người ta tạo một số tình huống, hoặc là cái việc bán hàng như vậy người ta sẽ chọn cái thời điểm nào mà đông khách đang giục giã, đang gọi như là kêu gọi. Nào ví dụ như là, bạn ấy, bạn mua hay không, nhanh nhanh ra để tớ còn mua. Hoặc là úi dồi ôi rẻ thế này không mua còn gì nữa, nhanh lên nào, tí hết hàng đến nơi rồi. Thế là nó tạo thành một cái không khí là tâm lý đám đông, hiệu ứng đám đông đấy. Thế là cuối cùng là làm cho mọi người là quyết định rất là nhanh, đúng không ạ? Còn phấn khởi là bởi vì mình mua được hàng rẻ, đấy, hàng đông. Thế thì thưa các chị là cái này người ta gọi là quyết định nhanh chóng, không suy nghĩ, là một cái cách bán hàng mà khi mà bắt đầu là khách hàng đã cảm thấy thật sự mình muốn mua rồi, người ta chỉ còn hơi phân vân một chút là liệu mua số lượng bao nhiêu nhỉ? Liệu có mua ngay ngày hôm nay không hay đợi đến ngày mai nhỉ? Rồi là người ta không biết là người ta có nên là mua thêm một chút nữa không nhỉ? Thì chúng ta có thể dùng cách này. Cái này nó làm cho upsell của chúng ta là lên rất là nhanh, đúng không ạ? Thì thỉnh thoảng là chúng ta nên tổ chức một số cái chương trình kiểu như thế để có thể là lôi kéo khách hàng vào, để người ta có thể là mua, để người ta có thêm cái trải nghiệm về sản phẩm của chúng ta. Thế thì tiếp tục là thế này này. Cái cách tiếp theo là cách số 4 là gọi điện thoại thay vì là chat và thay vì là trao đổi qua qua mạng. Tôi xin phép uống cốc nước ạ. Hôm nay hơi mệt. Thế thì bao giờ cũng thế thôi ạ. Nếu mà chúng ta có cơ hội gọi điện cho khách thì kể cả anh chị không gọi điện thoại được bằng máy bàn, bằng máy di động, anh chị có thể gọi bằng FaceTime, anh chị có thể gọi bằng Zalo, bởi vì nó cũng không mất tiền. Nhưng mà thứ nhất là cái hành động anh chị nhấc cái điện thoại lên anh gọi cho khách thì bao giờ nó cũng trân trọng khách hàng hơn, và làm cho khách hàng người ta cảm thấy rằng người ta có trách nhiệm, người ta phải mua hàng nhiều hơn là việc là người ta đang giấu mặt hoặc là người ta đang chỉ là typing với bạn. Thưa anh các chị rằng là gọi điện thoại đôi khi trao đổi nó còn nhanh hơn về mặt thời gian nhé, là việc bạn cứ kỳ cạch cứ gõ đi rồi lại gõ lại, chưa kể là một số người gõ lại gõ không có dấu hoặc là viết câu nó tối nghĩa, làm cho hai bên có khi mất khách hàng chỉ vì những cái đoạn chat đi cho lại như vậy. Nhấc điện thoại lên ạ, gọi điện thoại ạ. Vâng, gọi điện thoại thì gì? Trong gọi điện thoại đấy thì thứ nhất tôi có yêu cầu các bạn là có ba cái yêu cầu. Một là giọng nói phải tích cực, năng lượng nó phải tích cực. Alo, chào bạn Ngô Phương Thảo, có phải bạn đang nghe điện thoại của mình đó không?
Alo, chào Nguyễn Hiền. Vừa rồi bạn đang comment với mình. Đây, mình là Dũng đây. Mình đang gọi cho Hiền đây. Chào Trần Huyền Trân nhá. Ui, rất là vui được nói chuyện với bạn. Bạn vừa hỏi sản phẩm trắng da bên mình. Bây giờ mình gọi cho bạn, tư vấn cho bạn trực tiếp đây. Thế nào? Trân diện này có gặp vấn đề gì về da vậy? Tức là cái năng lượng nó phải cao. Chứ bây giờ là kiểu nhấc máy điện thoại lên. Alo, đây có phải là Trần Xuân không? Có phải là Xuân là người vừa nhắn tin cho mình không? Nghe như vậy là khách hàng đã chán rồi. Thậm chí người ta nói luôn, xin lỗi anh nhầm máy rồi. Thế là xong. Vì vậy là giọng nói phải tích cực, đúng không ạ? Mọi cái nó phải rất là cuốn hút. Thế mà tại sao mình lại buồn như vậy, đúng không ạ? Cái yêu cầu thứ hai là phải gọi tên khách hàng nha. Trong chương trình đào tạo 30 ngày của tôi có hẳn một chương trình đào tạo về bán hàng qua điện thoại riêng. Chương trình nó rất là hay. Thế nhưng mà để đáng được cái ngày đó thì ngày bây giờ là chúng ta phải có luôn, đó là gì ạ? Đó là phải gọi tên khách hàng. Ví dụ như là chào chị Trân ạ, chào chị Vân Khánh ạ, chào anh Việt ạ, vâng, chào anh, chào chị. Và sau đó chúng ta nhắc lại tên người ta nhiều nhất có thể. Thế thì người bán hàng miền Nam. Alo. Vâng, tôi vừa bị ao da. Dạ. Thế thì thưa anh các chị em là chúng ta gọi điện thoại về tích cực này. Chúng ta phải gọi tên khách hàng này. Và cái thứ ba yêu cầu nữa là gì? Một cuộc điện thoại đã gọi là cuộc điện thoại bán hàng. Và đấy cũng là cuộc điện thoại đầu tiên. Thì cuộc điện thoại này cũng chỉ nên kéo dài từ 2 cho đến 5 phút ạ. Chúng ta không nên tiện, chúng ta đu dây với khách hàng quá lâu. Chúng ta cũng không nên theo cái kiểu là con cà con kê, à ơi chuyện này sang chuyện khác. Người ta thấy mình là người không chuyên nghiệp. Và tôi nhắc lại là khi chúng ta gọi điện là để chốt khách hàng mà, để chốt bán hàng mà. Vì vậy đây không phải là cuộc điện thoại để tâm sự chị em với nhau. Vì vậy là chúng ta đừng có gọi như là dây cá ra dây muống. Nếu có khách hàng đưa chúng ta đến một vấn đề khác thì chúng ta cũng có thể là đi theo họ một cái vấn đề, nhưng mà chúng ta phải nhanh chóng trở về vấn đề chính của chúng ta. Vậy chị Trang ơi, như vậy là chị chốt cho em 2 lọ collagen đúng không ạ? Vậy chiều nay em chuyển hàng nhé, chị ơi cho em xin địa chỉ em ghi lại để chiều em chuyển luôn cho chị. Dạ em phải gọi ship ngay bây giờ mới kịp chứ chiều không chị kịp chuyển cho chị đâu. Đúng nào? Thế thì chúng ta gọi câu như vậy thì người ta phải đưa ra: "Ô chị ơi, địa chỉ của chị như thế này, em không biết là nó thuộc quận Hà Đông hay là quận Thanh Xuân chị nhỉ? Chị cho em rõ quận nhé, bởi vì là ship nó chuyển nhầm một cái thì chết thôi." "Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều, để em gọi cho ship luôn bây giờ chị nhé." "Dạ có gì, ship sẽ gọi cho chị ngay bây giờ đấy ạ." Tức là cái cuộc điện thoại của chúng ta nó chỉ nên từ 2 và 5 phút là nhiều rồi đấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta không cần phải nói quá nhanh, chúng ta nói cứ gọn gàng, đủ từ, đủ chữ. Và khi gọi điện thoại thì tôi cũng có một cái, không phải là yêu cầu mà có một cái đề xuất thôi, là chúng ta cố gắng, đúng nào, là nói câu đơn thay vì chúng ta nói những câu quá phức tạp, bởi vì điện thoại đấy, cái sóng điện thoại rồi cái đầu dây nhiều khi nghe nó không rõ, từ câu này nó xọ sang câu kia, nhiều khi không biết là như thế nào, thì chúng ta nói câu đơn thôi. "Anh Vũ Đình Phong ơi, như vậy là anh đặt 3 lọ collagen đúng không ạ?" "Vâng, 3 lọ collagen giá tiền là như thế này anh nhé." "Dạ, ship thì bên em sẽ chịu anh ạ." "Dạ, chiều nay ship sẽ tới, bên em thường là ship của Viettel." "Dạ anh ơi, thế thì có gì anh nghe máy giùm em." "Dạ có vấn đề gì anh cứ gọi điện thoại cho em để em giải đáp cho anh nhé." "Dạ tiền thì anh gửi ship cho em là được rồi." "Dạ vâng, chào anh, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh Phong rất nhiều." Xong. Vậy thì ấy đây là câu chuyện liên quan đến gọi điện thoại. Và kể cả là khi chúng ta gọi điện thoại thì chúng ta vẫn thể hiện là mình là một người là đang tư vấn cho khách hàng, mình đang giúp khách hàng chọn được một sản phẩm đúng, chứ không phải mình đang cố gắng bán hàng. Tôi nhắc lại là gì ạ? Chúng ta đang giúp khách hàng mua hàng và chọn sản phẩm đúng, chứ chúng ta không cố gắng bán hàng. Đây là một cái mà định nghĩa mà tôi nghĩ là anh chị hết sức lưu ý nhé. Kể cả là chúng ta typing hay là chúng ta gọi điện thoại thì chúng ta vẫn đang là cố gắng giúp cho khách hàng chọn được một sản phẩm và để cho khách hàng có cảm giác họ là người được ra quyết định, chứ không phải chúng ta là người ra quyết định dùm họ và ép họ mua sản phẩm chúng ta. Anh chị em comment xuống đi ạ. Giúp khách hàng lựa chọn được một sản phẩm đúng, để khách hàng cảm giác họ là người được quyết định, chứ không phải chúng ta là người cố gắng bán một sản phẩm ra cho khách hàng. Đúng ạ? Đây là cái ý rất quan trọng. Dù anh chị có là chốt bán hàng qua điện thoại, hay anh chị chốt bán hàng qua email, hay anh chị chốt bán hàng qua gặp gỡ trực tiếp cũng như vậy thôi. Tôi sẽ có các cái buổi đào tạo cụ thể từng câu từng chữ một cho tất cả các anh các chị. Thế nhưng mà cái gọi như là cái chung, cái cảm giác chung là anh phải làm sao cho khách hàng có cảm giác là họ là người ra quyết định, họ là người được dẫn dắt cuộc chơi,
chứ không phải là họ là người bị chúng ta bán cho một sản phẩm. Cái cảm giác mà bị bán cho một sản phẩm là một điều rất tệ hại trong bán hàng, trong kinh doanh. Được chưa nào? Thế nên chị đợi tôi nửa giây thôi, là thế này này. Ở đây có những cái đây này. Anh chị em nhá. Anh chị chịu khó hộ tôi đi tìm mua cuốn sách này này. Cuốn sách này có tiêu đề là Một đời thương thuyết, là của giáo sư Phan Văn Trường, là cố vấn thương mại của chính phủ Pháp qua rất nhiều thời kỳ. Hiện nay thì bác Phan Văn Trường về Việt Nam giảng dạy rất là nhiều. Tuy nhiên thì điều kiện để anh chị em có thể theo học bác thì cũng không có nhiều. Nhưng mà bác đã để lại một cái cuốn sách rất là hay, đó là Một đời thương thuyết. Anh chị hoàn toàn có thể mua cuốn sách này ở trên Tiki. Vâng, Tiki bán cái cuốn này ạ. Vâng, anh chị có thể mua và giá cũng tương đối là rẻ. À, nên là anh chị mua cuốn sách này, và đây người ta nói rất nhiều cái nguyên tắc để chúng ta có thể đàm phán. Và cái nguyên tắc đàm phán chắc chắn vẫn là luôn luôn làm cho đối thủ của mình cảm thấy người ta không bị lừa, hoặc người ta bị ép, hoặc là người ta bị thất thế, thua thiệt, mà họ phải là người được dẫn dắt cuộc chơi. Và nếu người ta cảm giác người ta được dẫn dắt cuộc chơi thì kẻ người ta bị thiệt một chút, người ta cũng tặc lưỡi, bảo ừ thì tao là người quyết định mà, chứ không phải là tao là người bị lừa đâu, thì tao cho nó được bao nhiêu thì nó biết bằng đấy. Tức là người ta có cảm giác như vậy thì ok. Thế thì cái cách số 5, đúng ạ, đó chính là câu chuyện là hiểu thật kỹ tính cách và con người khách hàng trước khi chúng ta chốt 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 bán hàng. Thế thì nếu tôi nhớ không nhầm thì trong cái chương trình đào tạo 30 ngày của tôi đó là có một buổi là phân tích tâm lý và hành vi khách hàng. Thì đến buổi đó tôi sẽ nói rõ hơn. Đúng không nào? Đúng rồi, bác Trường viết 3 cuốn, Một đời tìm đường, Một đời quản trị và Một đời thương thuyết, thì tôi có đầy đủ cả 3 cuốn đó. Thế tuy nhiên thì chúng ta đến đâu ta đọc đến đấy. Cuốn đầu tiên mà tương đối là dễ đọc và thiết thực của anh chị nhất đó chính là một cuốn là Một đời thương thuyết. Cuốn này có giá bìa đâu đó là 125.000 đồng, nhưng mà mua trên Tiki chắc chỉ còn hơn 100.000 tí tẹo thôi ạ. Và 100.000 cho một cuốn sách mà cả cuộc đời đàm phán của bác Phan Văn Trường là lưu lại cuốn sách này, thì tôi nghĩ rằng rất là xứng đáng để chúng ta mua cuốn sách này để chúng ta đọc. Dạ. Thế thì tôi sẽ quay trở lại trong một cái buổi khác để nói về các cái tâm lý khách hàng. Thế nhưng mà để hiểu khách hàng ở đây tôi chỉ nói một câu thôi, là trước khi gọi điện thoại để chốt bán hàng với khách hàng, trước khi gọi như là comment tiếp để mà bán hàng hay không cho họ, hay là gửi email chốt bán hàng, thì anh chị cần phải vào ít nhất là Facebook của khách hàng để tìm hiểu xem con người đấy là con người như thế nào, tính cách, sở thích, tiềm lực tài chính, các mối quan hệ, các cái thói quen tiêu dùng. Đa số là được thể hiện trên Facebook cá nhân, trừ khi thằng cha đấy nó dùng nhiều Facebook, hoặc thằng cha đấy là người nó quá kín đáo, nó không nói cái gì thôi. Chứ còn người ta nói rồi là nếu anh chỉ cần dùng Facebook 6 ngày thì toàn bộ thông tin về cuộc đời của anh, thói quen của anh thì gần như được cả thế giới biết tới. Và chúng ta có thể biết về cái khách hàng đó rõ hơn là cả cảnh sát phường biết về người ta. Đúng không ạ? Nhìn bộ quần áo người ta đang mặc, nhìn cái xe người ta đang đi, nhìn cách người ta cho con cái ăn uống, nhìn cái bộ bàn ghế người ta đang ngồi, nhìn cái cách người ta đã comment về các sự việc trong cuộc đời, chúng ta tóm lại mình sẽ biết đẳng cấp của người ta mà. À, ví dụ anh chị vào Facebook của tôi, chị thấy tôi là như thế nào ạ? Hôm nay thử test ở bài test thử tí. À, nếu anh nào nói anh chị trả lời đúng có khi lại có một phần quà thì sao, đúng không ạ? Chúng ta thử xem nào. Anh chị vào Facebook tôi, anh chị cho tôi viết 3 từ nói rõ về con người tôi nhất chẳng hạn. Anh chị hộ tôi comment xuống 3 từ nói rõ về ông Hoàng Trung Dũng nhất khi xem Facebook, hoặc là nghe các bài live stream của ông Hoàng Trung Dũng, hoặc là xem YouTube của Hoàng Trung Dũng chẳng hạn. À, nói về YouTube tôi mới nhớ anh chị nhé. Thế thì anh chị hộ tôi là một là đăng ký kênh YouTube ạ. Hiện nay đâu đó có gần khoảng 12.000 người đăng ký rồi. À, hiện nay chúng tôi đang làm hậu kỳ cho rất nhiều các cái clip, và tất cả các cái clip của chúng tôi thì đều hướng tới việc là cung cấp và chia sẻ kiến thức cho anh chị em. Kênh YouTube thì nó chuyên nghiệp hơn nhiều so với các kênh khác liên quan đến video và các cái bài chia sẻ. Thế anh chị em đăng ký hộ tôi. Thế bây giờ anh chị nghe YouTube của tôi này, anh chị vào Facebook cá nhân của tôi này, anh chị đã tiếp xúc với tôi rồi này, anh chị cho tôi xin 3 từ rõ nhất về tôi. Vậy thì úi dồi ôi, tâm tầm tài to quá Hoàng Trung Phương ơi, hoành tráng quá tâm tầm tài. Bây giờ mà bán hàng cho một ông tâm tầm tài là khó bán lắm đấy. Mình nên có những cái nhận xét nó chi tiết hơn. Đúng không nào? Ví dụ sở thích của anh Dũng là như thế nào? Ví dụ như là với anh Hoàng Trung Dũng này, tiềm lực tài chính của anh ấy ra sao? Ví dụ như để bán hàng cho anh Hoàng Trung Dũng thì có nên là thông qua vợ anh đấy không?
nhà anh Dũng thì là vợ là người cầm tiền, vợ là người quyết định, hay là anh Dũng là người quyết định? Con của anh Dũng chẳng hạn, thì liệu mình có thể thông qua mấy thằng con của anh Dũng để mình có thể là yêu cầu anh Dũng mua một cái gì đó không, vân vân và vân vân. Tức là chúng ta hãy cố gắng chọn đâu đó tầm khoảng có 3 từ, đúng không ạ? Rất là cảm ơn Tuyết Tây nhé. Dạ đúng là tên là Tuyết Tây, có khác toàn vần T cho nên cho thầy là có tâm có tầm lại còn có tài, đúng không ạ? À đúng rồi, Trần Thúy Vân nói đúng nhá, rất yêu vợ nhá. Là những người rất yêu vợ thì thường sẽ đưa tiền cho vợ tiêu và thường là sẽ là vợ quyết hết tất cả mọi cái đấy. Và chị Phạm Thị Hoa Hồng đang nghe livestream ở trên này đấy, không biết là chị có đồng ý về việc là rất yêu vợ không? Và rất là yêu vợ thì vâng, cảm ơn Phan Phước Hoàng, đấy là ước mơ của tôi, đúng không ạ? Giàu có là ước mơ, tài giỏi là ước mơ, còn đẹp trai thì bây giờ ước không được nữa rồi, bởi vì bây giờ là quá xấu trai rồi. Giỏi, khiêm tốn và cởi mở. Cảm ơn bạn Huệ rất nhiều nhé. Lần đầu tiên được nghe một người bạn nối khố nói về một câu như vậy, vui quá. Chưa giỏi thì vì vậy phải khiêm tốn, và để có thể giỏi thì phải cởi mở. Vì vậy đây là ba từ này tôi nghĩ rất là ok. Cảm ơn Huệ rất là nhiều. Dạ Nguyễn Thị Trung thì thẳng thắn, thực tế và tài năng, đúng không ạ? Dạ cảm ơn, thẳng thắn, tôi là người thẳng thắn, thực tế, khá là thực tế, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thế thì như vậy rõ ràng là anh chị thấy không, làm bài test rất đơn giản về tôi nhé. Anh chị xem Facebook của tôi, anh chị biết tôi là người thế nào, đúng nào? Vũ Đình Phong thì cho rằng tôi là một chuyên gia đào tạo, đúng không? Con 5 tuổi, con có 4 tuổi thôi, yêu vợ và giàu có, đúng không ạ? Thế thì báo cáo anh chị em thì cái gì thì đấy là anh chị tìm hiểu về tôi. Thì tôi không thể nào mà vẽ ra một hình ảnh về tôi nó không đúng ở trên Facebook được. Mà nếu vẽ thì vẽ ra là một bài thôi chứ làm sao vẽ được nhiều bài, đúng không ạ? Trần Thị Anh Vân thì cho rằng tôi là người tận tụy, quyết liệt và hài hước, đúng không ạ? Thẳng tính, giàu có, tốt tính, ôi tuyệt vời quá. Dạ vậy thì ở đây là nếu chúng ta biết về con người như vậy, chúng ta đã hiểu khách hàng một phần, hiểu rất lớn rồi đấy ạ. Thì chúng ta có thể là từ việc thiết kế sản phẩm này, đến đưa ra giá bán này, cho đến các chương trình khuyến mại này, đến việc là nhờ những người khác tác động vào thầy Dũng để có thể bán hàng cho thầy Dũng này, rồi là việc là chúng ta đưa ra những cái gọi như là yêu cầu đề nghị với thầy Dũng theo phong cách là thẳng thắn hay là phải lòng vòng này, tất cả đều được thể hiện, đúng không ạ? Qua cái cách mà chúng ta nghiên cứu với thầy Dũng thì đấy là cách số 5. Cách số 6 là gì? Cách số 6 tôi nói nhanh thôi bởi tôi còn một chủ đề khác về cái này. À, chị Phạm Thị Hoa Hồng, vợ tôi đây này, nói rằng tôi là người tỉ mỉ, khó tính và cầu toàn. Dạ, thật là tuyệt vời ạ. Vâng ạ, chị Cáo Phu Nhân thì cho rằng bạn là ai? Tức là bạn, chị hoàn toàn không biết về tôi và có thể lần đầu tiên là chị có mặt để nghe các bài livestream của tôi. Thế thì mong chị tiếp tục nghiên cứu thêm để có thể chị biết rõ là tôi là ai, đúng không ạ? Thế còn Cáo Phu Nhân thì cho tôi biết là thứ nhất là chị là phụ nữ, thứ hai là chị có chồng rồi, và thứ ba nữa chắc là chị cũng có một chồng tương đối thành đạt, bởi vì chị gọi là phu nhân mà. Cũng có thể là chồng của chị tên là Cáo, hoặc có thể là chị là một người rất là linh hoạt nhanh nhẹn vì vậy chị gọi là Cáo Phu Nhân, đúng không ạ? Tuổi thì chắc là cũng không quá trẻ nữa bởi vì gọi là phu nhân mà, và cũng là một người mà cũng tương đối là khó tính bởi vì là cũng không dễ gì mà đưa ra lời nhận xét ngay, cũng rất là cẩn trọng, và đặc biệt lại hỏi lại một câu là bạn là ai, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi, 4 chấm hỏi, thì chứng tỏ rằng chị cũng là người tương đối thiếu kiên nhẫn, bởi vì chỉ cần hỏi một câu dấu hỏi thôi thì ok, mà là 4 dấu hỏi tức là mày phải trả lời tao ngay, mày là thằng nào, còn nếu không tao rời livestream mày ngay. Thế đấy là cái mà tôi muốn gọi như là, dạ không ạ, tôi làm bất động sản, trước đây tôi chưa bao giờ là sale bất động sản nhưng mà tôi nuôi rất nhiều sale bất động sản ạ. Dạ thế thì thưa các chị rằng là cái tiếp theo đó là chúng ta phải tiếp cận lại khách hàng không mua, hoặc là tiếp cận lại những khách hàng chưa mua sản phẩm của chúng ta. Đây là một cách chốt bán hàng khá hay. Ở đây chị Cáo Phu Nhân có nói rằng liên quan tới cái gọi là bất động sản, thì dân bất động sản thực tế là một trong những người mà thường xuyên, đúng không ạ, là thường xuyên là chào lại những khách hàng mà chưa mua sản phẩm. Tức ví dụ như họ hay hỏi tôi là gì, anh Dũng ơi em đang có một cái biệt thự rất hay ở trên Tây Hồ thì không biết là anh có nhu cầu mua không, thì tôi thường hay trả lời là anh không có nhu cầu em nhé, thì tôi cũng rất là lịch sự, tôi bảo tôi không có nhu cầu em nhé, tôi dập máy. Thế sau đó người ta đã hỏi lại là anh ơi thế bây giờ anh quan tâm ở khu vực nào hả anh? Thế tôi bảo anh chả quan tâm khu vực nào đâu em ạ. Thế nhưng mà đôi khi nói câu được, thế khi nào mày có biệt thự ở khu vực Hà Tây, Hồ Tây thì mày cho tao biết, mà căn phải 500 mét trở lên nhá. Thế sau đó thì họ dập máy, sau đó thì một thời gian sau họ lại gọi là anh ơi em đang có một căn là 170 mét nhưng mà không phải khu vực Hồ Tây mà khu vực Hà Đông có được không anh? Thế thì mình bảo Hà Đông thì tao tao là không mua nữa đâu, bởi tao đã có nhà Hà Đông rồi. Thế nhưng mà nếu mà 500 mét trở lên thì chắc là cũng được. Thế nhưng mà dạo này tao bận lắm, tao chả đi xem đâu. Thế thời gian lại nói là gì? Anh ơi, em đang ở gần công ty anh đấy. Anh có rảnh không? Em đưa anh xem luôn này.
mà hôm nay nhá, em đưa cho anh xem mà ba bốn khu luôn, một khu là Hà Đông này, một khu là Hà Tây này, ngoài ra có khu mới trên Nguyễn Xiển đẹp lắm anh ạ. Thế tức là đây là người ta đã dùng cái biện pháp người ta gọi là chào và chăm sóc khách hàng không mua hoặc là chưa mua. Chúng ta đừng nản chí anh chị em ạ. Ít nhất ở cái người người ta gọi là chưa mua và không mua thì người ta cũng chưa trả lời thẳng thắn từ chối mình một cách nó gọi là quá là phũ phàng. Thứ hai nữa là có thể ngày hôm nay người ta chưa có nhu cầu nhưng ngày mai người ta có. Hoặc là ít nhất thì cách mà chúng ta gọi điện cho người ta đã là một lần rồi thì mình đã biết thằng cha là thằng cha nào rồi thì lần sau mình cũng không quá là gọi như là lạ lẫm, hoặc là mình không quá là không biết thằng là ai để mình phải làm quen từ đầu. Và đặc biệt đó là cái con người ta về mặt tâm lý, người ta luôn là luôn có tâm lý mắc nợ mà. Thế bây giờ mày nhiệt tình như thế, 5 lần mày gọi điện cho tao mà tao không gọi như là đi đi mua sản phẩm bên mày, tao thấy cũng ngại. Thế là nhiều khi mình nói một câu chứ. Đi thì đi, thì mày mang xe qua đây thì mày đón tao đi, đúng không ạ? Thế thì có gì thì mày cho tao sang xem ở khu Hà Đông, nhưng mà chiều nay tao chỉ xem ở khu Hà Đông thôi nhé. Thế thì thưa anh các chị là tự nhiên là thành công, đúng không nào? Thế thì đây người ta gọi là gì ạ? Tiếp cận lại khách hàng không mua, và thời lượng tiếp cận hợp lý theo tôi là nên 1 tuần tiếp cận lại khoảng 1 đến 2 lần. Chúng ta cũng đừng để lên là nó xa quá. Nó cách xa quá thì nhiều khi lại coi như làm quay lại từ đầu. Đúng không nào? Thế còn khi mà chúng ta tiếp cận lại thì chúng ta nên nhắc lại một cái chi tiết nào đấy mà trước đây người ta đã biết về chúng ta. Ví dụ như anh ơi, em là Dũng đây mà, Dũng Kingsman đây mà. Hay là anh ơi, em là Hồng Hồng Rosa Borita đây mà, lần trước anh đang định lấy của em một số lô sản phẩm về 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 collagen nhưng rồi anh lại lưỡng lự đó ạ. Thế đến bây giờ gần đến ngày 20 tháng 10 rồi, không biết anh có nhu cầu mua để tặng chị nhà mình không? Hoặc là ví dụ như anh ơi, bên em đang có chương trình giảm giá collagen đấy ạ. Đằng nào chị nhà cũng phải dùng, lần trước anh chê giá hơi đắt. Thế thì bây giờ bọn em đang có chương trình khuyến mại đặc biệt đấy, anh mua 3 mà cũng tính giá như 2 thôi chẳng hạn, thì anh có thể là quyết luôn đi. À, đợt này là bọn em chỉ còn có 1 ngày nữa thôi. Tức là nó vẫn là câu chuyện mình phải nhắc lại một số yếu tố và chúng ta tăng thêm các cái giá trị. Ở lần sau nó phải có giá trị khác đi với lần trước. Chứ còn nếu mà bây giờ gọi lại cho một khách hàng mà lần nào cũng nói y xì như vậy thì người ta cảm thấy rất là làm phiền và người ta sẽ bờ lốc cái Facebook hoặc là bờ lốc cái điện thoại của chúng ta. Đúng nào? Thế thì đây là cách số 7, cái số 6 đúng không ạ? Tiếp cận khách hàng là chưa mua. Thế còn cách số 7 là thế này. Là khi mà chốt bán hàng đấy thì chúng ta liên sử dụng biện pháp mà ta gọi là biện pháp và thay thế. Tức là khi mà chốt bán hàng thì chúng ta nên đưa hai biện pháp là A và B, tránh tình trạng là chỉ đưa một biện pháp và cuối cùng chúng ta nhận được câu trả lời là không và chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Thế thì sau một thời thuyết phục chẳng hạn, chúng ta có thể nói thế này này. Anh ơi, lần này bên em có hai sản phẩm mới về, hai sản phẩm đều tốt cả. Thế thì em vừa nói chuyện với gia đình anh ấy, thì em thấy rằng là gia đình mình là rất phù hợp với hai sản phẩm này. Thế thì không biết là bây giờ thì anh lấy cho em sản phẩm là King Ion là tăng cường sinh lý nam dành cho anh, hay là lấy sản phẩm là collagen dành cho chị nhà mình. Trong trường hợp mà anh lấy được cho em cả hai sản phẩm này tốt quá, chồng thì khỏe, vợ thì đẹp thì con gì bằng hả anh? Thế thì khi mà đưa ra hai cái sản phẩm này, đúng không ạ? Thì trong não người ta lập tức sẽ xảy ra một cái cuộc người ta gọi là đắn đo. Nếu mà mình có tiền thì mình sẽ lấy cả hai. Thế nhưng mà làm sao mà lấy được nhiều thế này? Người ta nói thế em ơi, có khi anh cũng chả biết lấy cái gì. Thế mình nói thêm là anh ơi, thật sự là nói đấy, em nghĩ là lần này anh mua combo ấy, mua cho cả chị và cả anh đều rất là tốt. Thế nhưng mà trong trường hợp mà anh không lấy được cả hai thì em nghĩ rằng là anh nên lấy cái gì đó cho vợ. Bởi vì cái collagen bên em dạo này hàng nó chạy lắm, nó sắp hết rồi mà cái này nó rất là tốt anh ạ. Đằng nào cũng phải dùng thì anh dùng luôn cho chị, để mà bây giờ chị to tuổi 30 rồi là cái bắt đầu collagen nó bắt đầu nó cũng đi xuống rồi đấy ạ. Đặc biệt là sau khi chị sinh xong thì tóc mới móng là nó rụng rất là nhiều. Thế thì anh lấy cho em là hai lọ collagen anh nhé. Thế còn nếu mà được nữa thì anh mua thành là một cái liệu trình là 6 lọ luôn đi. Còn nếu không thì anh lấy hai lọ collagen và hai lọ King Ion thì cũng được anh ạ. Thế thì tôi nhắc lại lần nữa là người ta thường người tâm lý là người ta sẽ ngại từ chối tất cả các phương án. Bởi vì thứ nhất là người ta đã quan tâm sản phẩm rồi. Thứ hai là người ta cũng có đủ khả năng tài chính một phần của cái sản phẩm. Tất nhiên là người ta chưa đủ tài chính, người ta chưa sẵn sàng bỏ tiền ra để mua tất cả mọi cái bạn bán. Nhưng mà người ta phải luôn luôn phải có cái sự suy nghĩ là hai cái này hay là một cái này một cái kia, bốn cái này hay là hai cái này hai cái khác. Tức là người ta phải suy nghĩ như vậy. Và nếu người ta phải suy nghĩ thì có nghĩa là bạn thành công rồi đó ạ.
Còn nếu mà bạn nói mà tay bạn ấy gói, bạn bảo anh ơi em vừa gói vào rồi, hộp xinh lắm anh ạ, cái này anh mà tặng quà chị thì còn gì bằng. Thế thì gần như là bạn sẽ thành công trong việc chốt đơn hàng. Đây là cách số 7 đúng không ạ? Cách số 8 là giả vờ hiểu sai ý khách hàng và dẫn luôn đến một quyết định. Một cái quyết định nó tương đối là dễ thương. Ví dụ đang trao đổi này chẳng hạn. Đúng không nào? Thế là nói luôn là gì? Anh ơi, thế thì em vừa gọi cho ship rồi đấy. Thì là ship sẽ chuyển cho anh 4 lọ King Ion anh nhé. Đâu 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 đâu. Tao bảo mua 4 lọ lúc nào? Tao bảo là mua một lọ thử thôi mà. Ui dồi ôi, em lại cứ quen ván với khách hàng khác. Các khách hàng khác đều mua một liệu trình, đều là 3 đến 5 hộp. Rồi anh nào đấy thường là cũng mua 4 hộp. Thì thường là uống như vậy thì mới có tác dụng anh ạ. À. Cho nên em cứ tưởng là anh cũng lấy giống như các anh khác. Rồi ôi, hóa ra anh lấy một lọ, thì anh lấy một lọ thì trời ạ, à, thế vậy em vừa gọi thằng ship rồi, chứ còn một lọ thì thôi em tự mang đến cho anh cũng được, nhưng em vừa gọi ship đến nơi mất rồi. Em mà vừa gói vào rồi anh ạ, à, mà lần này gói vào lại còn có thêm cả cái hộp nó đẹp ơi là đẹp ở bên ngoài. Thế thôi anh ơi, đằng nào mua, anh mua luôn cho em anh nhé. Em xin lỗi em nhầm. Nhầm cái gì mà nhầm? Đúng ạ. Đây là cái chốt bán hàng rất là thông minh của các cô bán hàng, đặc biệt là các cô nữ đấy ạ. Giả vờ hiểu sai ý, đúng không ạ? Hay là anh ơi, em vừa gọi ship để nó chuyển cho anh ở cửa văn phòng rồi đấy. Mà sao lại chuyển tao văn phòng? Tao đã mua gì đâu mà văn phòng. Ôi tôi chết rồi, em vừa gửi hàng rồi, em tưởng là anh bảo là chuyển qua văn phòng cho anh. À thế hóa ra anh bảo là chỉ là hôm nào gửi mail đến văn phòng anh thôi à? Ôi dồi ôi, anh ơi, mail thì em gửi luôn bây giờ. Thế nhưng mà vấn đề hàng thì em cũng vừa gọi rồi mà này anh ơi, hàng đó của em chỉ còn mỗi gọi như là 2 liệu trình này thôi đấy. Em quý anh ấy, vì vậy là em sợ là anh hết hàng rồi em gọi luôn thằng ship vừa chuyển cho nó mất rồi. Bây giờ mà gọi nó quay trở lại thì thật ra cũng được thôi, nhưng mà ôi dồi ôi, anh ơi, thôi ship cũng khổ thân nó, đi một đơn hàng như vậy được có 20-30, bây giờ mà gọi lại thì khổ thân nó, thôi anh lấy luôn cho em nhé. Xin thưa các chị, đấy là câu chuyện nó gọi là giả vờ hiểu sai ý khách hàng. Đúng nào? Thế còn thì tiếp tục nữa là cái cách tiếp theo là cách số 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 9 ấy, thì nghe nó hơi buồn cười, đó là nếu bạn chưa chuẩn bị đầy đủ thông tin, nếu bạn chưa thật sự tự tin vào khả năng chốt của mình thì tốt nhất là bạn không nên chốt. Bạn nên dành cái miếng ngon đó lại, bạn nên dành cơ hội đó lại, và nếu cần thiết thì bạn nhờ một người tuyến trên của bạn, bạn nhờ người sếp của bạn, hoặc là bạn có thể là mời khách hàng ra một địa điểm nào đó thuận lợi, và bạn sẽ dùng số đông để gọi như là người ta sẽ cùng bạn để chốt. Chứ nếu bạn là đơn thương độc mã, bạn lại không tự tin, bạn lại không có khả năng chốt thì tốt nhất là bạn đừng nên chốt. Thế tức là đây ba cái là gì ạ? Cái cách này lại là cách là gì ạ? Chốt bán hàng bằng cách đừng có chốt. Và biết đâu trong khi mà mình hững hờ trong việc không chốt như vậy, hoặc là mình lùi giờ chốt như vậy, thì khách hàng người ta lại sốt ruột, người ta lại chốt trước chúng ta. Thôi, mày không cần phải mời tao đi uống nước nữa đâu, uống mãi rồi. Thế thôi, bán cho tao luôn 5 lọ rồi tao còn đi. Thế là coi như là có sự ok rồi. Rồi em ơi, anh cũng không có thời gian gặp bạn em đâu. Bạn mày mà chẳng như mày gì đâu mà sinh viên mới ra trường. Lấy cái gì ra mà gọi như là bán hàng tốt lắm hay không tốt lắm. Tốt hay không là do tao quyết định. Thôi được rồi, mua cho mày 5 lọ, 5 liệu trình. Ok. Thì đây là cách mà người ta gọi là mình từ chối việc chốt ngay. Đúng nào? Việc nói một cách rất là trung thành, chân thành nhé. Anh ơi, ủa bán hàng cho anh là lần đầu tiên em gặp một người mà khó tính như anh ấy. Cho nên bây giờ em sợ bây giờ anh mà đồng ý mua hàng rồi có khi em chả phục vụ nổi anh đâu. Vì vậy là em vẫn muốn là anh phải hiểu thêm sản phẩm bên em nữa. Vì vậy là có gì anh ơi, chiều nay em có con bạn ấy, nó hay đi bán hàng cho các sếp giống như anh lắm. Nó hiểu tâm lý các anh hơn, nó nói khéo hơn em. Vậy thì chiều nay 5 giờ anh rảnh không? Để em với bạn em mời anh một cốc cà phê, nó tư vấn cho. Chứ còn em mới vào công ty Rosa Bonita một thời gian thôi, em chưa nắm rõ lắm mọi chuyện ấy. Có gì anh lại phật ý thì chết, chị sếp em chị khó tính lắm ấy. Thế là nói đến đấy có cái khách hàng lại thương, khách hàng lại chốt cho chúng ta một sản phẩm và dịch vụ, đúng không nào? Thế và cách số 10 đó là luôn luôn bám sát khách hàng sau khi mình đã chốt được đơn với khách hàng. Bám sát là gì? Ví dụ như anh ơi, hàng em vừa gửi ship rồi đấy, chắc là 30 phút nữa sẽ đến chỗ anh. Khi nào anh thấy ship đến thì anh hộ em trả tiền. Và nếu anh cảm thấy có gì nghi ngờ, anh nhớ gọi lại cho em nhé. Rồi là anh ơi, em vừa chuyển cho anh 10 đơn hàng rồi, không biết là có đúng là 10 đơn không,
Bởi vì lúc em nghe anh nói không rõ, thế trong trường hợp mà không phải là 10 đơn thì anh nói lại với em nhé. Dạ, để em bảo là bạn ship bạn ấy điều chỉnh lại số hàng gửi cho anh, chứ không nhiều khi mà thừa hàng ra hoặc thiếu hàng của anh thì là thật sự là không ổn chút nào anh ạ. Rồi sau đó là gì, anh ơi, thế anh đã mua sản phẩm bên em rồi, thế thì anh bóc ra anh thấy có vấn đề gì không, tem niêm phong có bị làm sao không ạ? À, anh dạ vâng, anh cứ dùng anh nhé, trong vòng 5 ngày đầu tiên mà anh thấy có vấn đề gì về mặt sức khỏe, anh có vấn đề gì về mặt sản phẩm anh cứ gọi cho em, hoặc nếu anh mà bận quá đấy anh chỉ cần gọi như là nháy máy cho em thôi, em sẽ gọi điện thoại lại hoặc cử người đến gọi như là phục vụ anh ngay. Thế tức là sau khi chúng ta bán hàng xong, chúng ta vẫn có động tác nữa là chúng ta bám sát, và nếu điều kiện thuận lợi chúng ta nói luôn này, anh ơi anh thấy chưa, sản phẩm bên em tốt đúng không, đấy hôm nọ em bảo rồi mà, anh mua đủ liệu trình đi, thế mà anh cứ không chịu nghe em. Ngoài ra hôm trước anh kiểu gì anh không đủ tiền, anh không mua sản phẩm collagen cho chị nhà, bây giờ collagen em đang cháy hàng đây này, vậy bây giờ anh xem là anh đang ở đâu, thì anh chỉ cần cho em địa chỉ thôi, em bảo ngay một bạn gần đó đưa cho anh ngay 2 lọ collagen cho chị mình dùng thử thôi cũng được anh à, khi nào mà dùng thật thì lại gọi điện cho em chuyển tiếp anh nhá. Thế thì đây là cái cách chốt số 10. Thế còn cách số 11 thì nghe nó hơi tâm lý một tí, đó là người ta tính toán anh chị em ạ, cái này là cái mà tôi tham khảo được, tôi mới tham khảo được, tôi thấy cái này hay á. Anh thấy tôi nói hay không? Tôi nói hay nhưng mà bởi tôi không phải là người bán hàng giỏi đâu nhé. Nếu những mà người khác ấy mà có live stream đang nhiều người theo dõi thế này, người ta phải bán đủ thứ, nhưng thực ra tôi không bán hàng mấy đâu nhé. Bởi tôi không phải là người bán hàng giỏi đâu nhé. À, tại sao lại tôi phải là người bán hàng giỏi? Bởi người ta tính như sau này. Có những người sau đây được coi là những người bán hàng xuất sắc, sinh ra đã có thiên bẩm bán hàng. À, cái này theo phương Tây nhé. Cái này theo phương Tây chứ không phải theo phương Đông nhà mình đâu nhá. Anh chị em biết các cái cung không? Các cái cung khi mà chúng ta sinh ra không? Ví dụ tôi sinh ra ngày 28 tháng 6 thì tôi là cung cự giải này, đúng không ạ? Thế thì có người thì là ma kết, có người thì là bảo bình, có người thì là kim ngưu này, vân 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 vân. Thế thì anh chị ghi lại này. Những người sau đây là những người tự nhiên có khả năng chốt bán hàng rất tốt. Bán hàng tốt hay không thì tôi không biết, nhưng mà chốt bán hàng là tốt, tức là người ta có cảm giác, người ta thích giúp đỡ các bạn để thực hiện những yêu cầu của các bạn đấy. Tức là các bạn có một khả năng là áp chế được người khác ấy. Vì vậy đồng thời là người bán hàng rất tốt là những người có cung như sau này. Một là Bạch Dương. Các bạn ghi đi nhá. Bạch Dương là cung đầu tiên, cung thứ hai là cung Sư Tử. Cung thứ ba là cung Ma Kết. Cung thứ bốn là cung Bảo Bình. Và cung thứ năm thật tuyệt vời chính là vợ tôi là cung Kim Ngưu. Đặc điểm chung của tất cả các cái cung này ấy là rất là khéo ăn nói, là một. Thứ hai là rất là biết lấy lòng người khác. Thứ ba là rất ham tiền. À, thứ tư là rất là thẳng thắn và trung thực. À, vì vậy khách hàng rất thích và rất tin. Tiếp theo nữa là người luôn luôn gọi như là biết hài hòa lợi ích. Tham tiền nhưng mà lừa hài hòa được lợi ích. Ý là tôi đưa chân giò bà thò chai rượu ấy. Cho nên vì vậy là những người này là những người phải nói là luôn luôn là có khả năng chốt bán hàng rất tốt. Tôi nhắc lại này. Một là cung Bạch Dương. Hai là cung Sư Tử, ba là cung Ma Kết, bốn là cung Bảo Bình và năm là cung Kim Ngưu. Đấy. Có 12 cung thì có 5 cung này bán hàng rất là tốt nha. Chúc mừng Nguyễn Dung này với cung Sư Tử nhá. Dương Tố Loan là Bạch Dương, thấy chưa, chuẩn chưa? Trong hệ thống Rosa Boita chị Dương Tố Loan bán hàng rất là tốt nhá. À, đúng không ạ? Rồi là Hoàng Trung Phương là Bạch Dương này, chuẩn luôn này. Ok đúng không ạ? Nguyễn Thị Thu Trang là Bạch Dương này. Ok tốt quá. Vậy là chúng ta toàn là những người tuyệt vời rồi. Trung Ngọc Anh này là Kim Ngưu này. Ui Kim Ngưu tham tiền lắm. Nhưng mà thích tiền lắm. Không phải tham tiền mà thích tiền lắm. Thế nhưng mà rất là hay. Phạm Phương Thảo cung Sư Tử tuyệt vời chưa? Em bán được rất nhiều thứ còn gì nữa à? Đúng không ạ? Vậy thì thưa anh các chị là đây là 11 cái cách chúng ta chốt bán hàng. Thế thì bây giờ là chúng ta comment xuống đi ạ. 11 cách bán hàng này thì anh chị sẽ phải thực hiện. Cái này là ngày dương lịch nhá, Nguyễn Thị Trung ơi, nó là phương Tây mà em. Vì vậy em về em tra lại đi ở trên Google hoặc anh tra ở trong Wikipedia nhá. Để xem là ví dụ mình sinh ngày mùng 10 tháng 5 dương lịch chẳng hạn thì là mình là cung gì, ngày 28 tháng 6 này là cung gì chẳng hạn, thì em sẽ biết ngay là mình sẽ thuộc cung nào. Thế nhưng mà cái này chỉ là tham khảo cho nó vui thôi. Anh chị em nào mà không thuộc những cung này, tức là chúng ta sinh ra không phải là có cái gọi là tố chất, thì chúng ta cũng sẽ có cái sự cố gắng và nỗ lực. Cho nên các cụ nhà mình vẫn nói một câu rất hay, đó là gì ạ? Nhân định thắng thiên.
Thiên đã định mình như vậy, nhưng mà mình là nhân, là mình cố gắng thì mình vẫn thắng được đấy ạ. Vì vậy là chúng ta đừng có mà cố là băn khoăn trăn trở quá việc là chúng ta không thuộc về. Như tôi chẳng hạn, tôi là cung cự giải chứ ạ. Cung cự giải lúc nào cũng rất là tình cảm và quan tâm đến người khác này, sẵn lòng sẻ chia. Nhưng mà thường không hay nhận được lại những gì đúng, những gì mình cho đi đâu. Vì vậy là đấy này, đi giảng giải cho anh chị em, đi chia sẻ mọi người, giờ này cổ họng khô rát đấy. Ngày mai 6 giờ lại phải giảng rồi cho Vietinbank 2 ngày liên tiếp tiếp, sau đó lại phải đi là thành phố Hồ Chí Minh rồi đi Đà Nẵng rồi đi Nghệ An đây. Thế nhưng mà bảo anh chị em là share này, comment này, hỗ trợ này, giúp đỡ này, có mấy người giúp đỡ đâu, đúng không ạ? À này, mà ngày hôm nay tôi nhắc lại lần nữa nhá, trước khi đi vào phần hỏi đáp này, là anh chị quay lại Facebook của tôi đi. Trong Facebook tôi vẫn nói đấy, tí tôi sẽ gửi lại một cái đường, tôi đã có găm cái đường, không biết tôi găm được cái đường link chưa đó. Đó là cái đường link của tôi, đó là anh chị em nào mà có nhu cầu về tham gia bán sản phẩm của Rosa Bonita và tham gia và tăng thu nhập trong dịp Tết này, thì tôi sẽ có cái chương trình đào tạo dự kiến là vào ngày 21 hoặc là ngày 22 của tháng này, tức là mấy ngày nữa đây, là tầm tuần nữa, thì tôi sẽ đào tạo offline luôn, tức là gặp mặt trực tiếp anh chị em luôn để đào tạo cho anh chị và giới thiệu cái cơ hội kinh doanh cho anh chị với thu nhập tầm khoảng là 10 đến 20 triệu, thậm chí nhiều hơn nữa, để anh chị em có thể có một cái Tết nó vui vẻ và đầm ấm hơn. Thế thì mong các chị là chúng ta sẽ đăng ký, đúng ạ, đăng ký cái gọi như là cái đường link mà tôi đã gửi ở trong cái fan Facebook của tôi về cái gọi như là Tết 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 đến rồi đấy, thì anh chị đăng ký vào đó đấy ạ. Và để tôi biết số lượng là tôi còn chuẩn bị phòng ốc và cũng như thời gian đào tạo cho anh chị em, và rất là chào đón, rất là hân hoan chào đón tất cả các chị tham gia việc bán hàng. Bởi vì là ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu chúng ta không hành động, và tiền sẽ chỉ có nếu ta tham gia bán hàng thôi, đúng không ạ? Chứ còn để mà nói được ra tiền như tôi thì cũng không phải là ai cũng nói được đâu. Thực ra tôi hay nói đùa thôi, bản thân cá nhân tôi đi giảng bài chính là tôi bán hàng mà. Tôi vẫn bán đi cái kiến thức của mình, bán đi cái kinh nghiệm của mình. Và anh chị em thì cũng đang là mua sản phẩm của tôi. Đơn giản đây là đang là mua miễn phí thôi. Chứ còn một ngày nào đó mà tôi bán có phí chắc là vẫn nhiều người học, đúng không ạ? Thế anh chị em ơi, bây giờ anh vâng, chị Hoàng Mai Lâm là Kim Ngưu là chuẩn rồi đấy. Kim Ngưu là giống vợ tôi, bà xã tôi đấy ạ. Dạ, rất là tài năng, rất là quyết liệt, là có khả năng bán hàng rất là tốt. Và cũng rất là biết cho đi đấy. Vâng, có khéo léo luôn. Dạ vâng, và đặc biệt những người Kim Ngưu thường được chồng rất là yêu quý và tôn trọng. Dạ, đấy là điều tuyệt vời. Dạ. Thế anh chị em nào, chúng ta hộ tôi mới nào, anh chị em hộ tôi comment đi ạ. Anh chị comment những cái vấn đề anh chị đang gặp phải trong việc chốt bán hàng hiện nay. Tôi nghĩ rằng là có thể ban đầu anh chị em có luôn là 10, có rất nhiều các câu hỏi về chốt bán hàng. Thế nhưng mà sau khi tôi đưa ra được 11 cái phương pháp như vậy thì anh chị em sẽ áp dụng dần đi, và anh chị em có thể giải quyết được một phần những câu hỏi của anh chị băn khoăn bấy lâu. Thế nhưng mà anh chị cứ comment xuống dưới đi, chúng ta tương tác với nhau đi ạ. Tôi thì phong cách của tôi sẽ là chúng ta giảng lý thuyết tập trung từ đầu. À, em muốn vào nhóm Trịnh Kim Lương đúng không em? Thế thì em tham gia vào đường link nhé. Em vào cái đường link ở trong cái bài viết Facebook của tôi đó. Hiện nay cái Facebook này hiện nay đang còn, anh chị đợi tôi một phút này, anh chị em đợi tôi một phút thôi nhé. Đợi một phút ạ. Tôi sẽ test đường link lên đây luôn. Không biết là Facebook nó có cho tôi đưa đường link đây luôn hay không, nhưng mà chắc là được. Anh chị đợi tôi một phút thôi ạ. Tôi sẽ dán cái đường link, lúc đầu tôi dán được rồi nhưng mà về sau là bị do gọi như là có ai làm gián đoạn cái của tôi, vì vậy mới không được thôi. Dạ vâng, tôi vừa dán lên, anh chị đợi tôi một phút nhé. À, bây giờ thì nó không cho tôi ghim lên đây nữa rồi. Anh, tôi vừa gửi lên đấy ạ. Dạ vâng, tôi sẽ bỏ ghim đây, tôi sẽ thử xem nào. Không hiểu sao tôi bị cấm ghim lên đây rồi. Dạ. Tôi vừa gửi đây anh chị em ơi, anh chị tìm cái đường link đó, anh chị đăng ký của tôi nhé. Dạ. Không hiểu sao cái tính năng gọi như là ghim của tôi bị có vấn đề rồi. Anh chị em ơi, anh chị Trịnh Kim Lương nói rằng là muốn tham gia vào trong cái nhóm được đào tạo để mà có thể là tham gia hệ thống bán hàng của Rosa Borita và kinh doanh. Thế thì anh chị em cứ gọi như là đăng ký vào đường link thôi. Vâng ạ.
Ở trên này có anh Bắc Việt, anh Bắc Việt của tôi gửi cái đường link đó lên đây đi ạ, để tôi ghim cho. Dạ vâng. Hoặc anh chị nào hộ tôi copy cái đường link này, bởi vì hôm nay chắc là Facebook đang có vấn đề nên tôi tự gửi lên đây mà tôi ghim thì nó không cho. Thế nên là anh chị hộ tôi là copy lại cái đường link tôi vừa gửi đó ạ. Anh chị bắn lên trên đây là tôi sẽ ghim lại là ok. Dạ. Anh chị em ạ, tôi còn đâu đó tầm khoảng 15 20 phút, vì vậy anh chị cho tôi những câu hỏi trong quá trình đi chốt bán hàng. Đặc biệt là bán hàng online chẳng hạn, chúng ta không có cửa hàng, đấy cũng là một cái lợi thế và đồng thời nó cũng là một cái bất lợi của chúng ta. Thì anh chị gặp vấn đề gì không thì anh chị là cho tôi biết để tôi sẽ gọi như là chia sẻ với anh chị, đúng không ạ? Vâng. Lăng Phạm đang nói là đây ạ. Vâng, đường link đâu ạ? Vâng ạ, để tôi có thể ghim lại để cho mọi người có thể đăng ký. Và anh chị không đăng ký được ở đây thì anh chị vào Facebook của tôi. Anh chị đọc lại cái bài mà tôi nói rằng người nào có quan tâm thì ghi là quan tâm đó. Thì những cái chị em mới anh chị cứ ghi là quan tâm vào đó, sau đó anh chị đăng ký vào đường link và chúng tôi sẽ tổ chức lớp. Tôi đã lên lịch rồi, cả tháng là tôi đi dạy và tôi điều hành hoạt động công ty rất là kín lịch. Nhưng mà tôi dành cho anh chị ngày 21 hoặc là ngày 22, một trong hai ngày đó. Bởi vì bên cạnh cái nhóm này thì còn có cả những cái nhóm khác nữa thì đang cần gặp tôi trực tiếp để tư vấn và đào tạo và chia sẻ. Vì vậy là tôi sẽ đào tạo cho anh chị vào một trong hai ngày đó để anh chị có thể hiểu rõ sản phẩm, hiểu rõ về công ty, hiểu rõ về cơ chế quyền lợi cũng như là cái định hướng kinh doanh, và anh chị sẽ nhận được tất cả những cái vấn đề về 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 chưa đến đường link, đúng không ạ? Tại sao hôm nay không hiểu sao tôi gửi kiểu gì mà nó đều không cho đường link lên này. Vâng ạ, ai gửi lên đây hộ tôi cái ạ? Ra đơn hiệu quả là một buổi đào tạo khác hương ngay, tôi đã nói ngay từ ban đầu rồi, đó là chúng ta hỏi những cái câu gì mà nó liên quan tới, đúng không ạ? Cái nội dung ngày hôm nay thôi nhá, đừng hỏi những câu mà liên quan đến cái khác. Ra đơn là việc khác hương nhá. Anh chị em đợi tôi một chút nhé. Ok, chào Minh thiếu gia nhé. À, Nguyễn Bắc Việt vừa gửi lên chưa Việt ơi? Tôi đang chờ một bạn ở bên tôi là gửi cái đường link lên và sau đó tôi sẽ ghim lại cho anh chị em để đăng ký. Và tôi nhắc lại là nếu anh chị em không đăng ký được ở đây thì anh chị em đăng ký hộ tôi. Khách nói là sao nè? Chị đang dùng sản phẩm kia rồi, để anh dùng xong alo em nhé, rồi thời gian sau gọi lại thì anh chị mua mấy lọ uống chưa hết được, xử lý sao xếp. Tức là thế này nhé, bởi vì chị không đang nói sản phẩm gì, sản phẩm King Ion đúng không ạ? Với sản phẩm King Ion thì thường là phải uống một liệu trình thì chúng ta mới có thể nhận thấy cái khả năng rõ rệt của nó được. Tôi nhắc lại, đây không phải là sản phẩm là tăng cường sinh lý cấp tốc hay còn gọi là thuốc kích dục hoặc là cái gì đó gọi như là tàu nhanh là được, mà đây là cái sản phẩm mà cần phải có cái gọi như là thời gian thì nó mới tăng cường được cái năng lực của đàn ông lên, đặc biệt là tăng cường cái testosterone lên và cải thiện cái khả năng sinh lý của chúng ta. Vì vậy là khi mà chúng ta bán hàng như vậy thì chúng ta cũng không nên là vội vàng hỏi ngay kết quả sau khi người ta uống được có một hai ngày hoặc là một tuần, mà chúng ta phải cần đợi cái liệu trình. Và trong quá trình người ta uống như vậy thì chúng ta cũng nên có những hỏi thăm về việc là cái sự cải thiện ở góc độ này, góc độ khác, và có thể là chúng ta sẽ hướng dẫn thêm cho họ những cái gọi như là thức ăn thức uống phù hợp, rồi là cái cơ chế sinh hoạt tập thể dục thể thao phù hợp để thể hiện là mình vẫn quan tâm khách hàng. Nhưng mà để có thể thay đổi được cái thể trạng người đàn ông ấy, đặc biệt là đàn ông mà đến tuổi trung niên ấy, như tôi chẳng hạn, thì không phải là câu chuyện ngày một ngày hai đâu anh chị em nhé. Và các bà vợ ở Việt Nam thì nhiều khi không hiểu tâm lý của chồng, cứ thấy rằng là phải chồng phải như kiểu là vốc cả nắm thuốc vào miệng ấy uống để mà sau đó để phải làm được ngay, thì càng ép như vậy thì nguyên lý của nó là càng ép thì thường là càng tự ti thì thường lại càng không làm được. Và tôi đưa con số luôn cho anh chị hết sức là lưu ý là thế này này, theo thống kê sơ bộ ấy thì là đàn ông nam giới từ tuổi 30 trở lên thôi nhé, là có khi phải đến có 70% là đàn ông có dấu hiệu và có những biểu hiện mặt này mặt khác về yếu sinh lý đấy ạ, và có vấn đề về sinh lý đấy ạ. Dạ vâng. Chu Ngọc Lương nói rằng em đang có báo giá cho khách hàng, khách có nhu cầu thực thích sản phẩm của bên em
nhưng chi phí khách hàng không đủ, giá cần khoảng 2,5 tỷ nhưng khách chỉ có khoảng 1 tỷ, khách khiêu đắt, khách không muốn đi vay, theo thầy nên xử lý thế nào? Em bán nhầm đối tượng còn thế nào nữa em? Bởi vì ai mà chẳng thích, tôi đang thích một cái căn biệt thự là 50 tỷ thế này, đúng không nào? Thế nhưng ví dụ tôi đang chỉ có 30 tỷ trong tay thì tôi phải đối mặt với hai sự lựa chọn là anh có nên vay 20 tỷ nữa không để anh mua căn biệt thự đó. 20 tỷ đi vay trong trường hợp tôi đã có 30 tỷ rồi thì nó dễ hơn nhiều với việc là khách hàng chỉ có 1 tỷ mà đòi vay thêm 1 tỷ rưỡi để mua nhà 2 tỷ rưỡi. Nhà có 1 tỷ, có tiền trong tay 1 tỷ mà lại bảo nó mua nhà 2 tỷ rưỡi, thật sự phân khúc quá xa. Vì vậy với người bán hàng có tâm là đừng nên ép người ta mua sản phẩm đó. Còn nếu mà người ta đi vay thì hẳn là em nên hỗ trợ người ta, nhưng phải giải thích cho người ta về cái việc là cái lãi suất người ta hàng tháng phải trả như thế nào. Rồi là trong trường hợp mà vay như vậy thì cái nguồn trả nợ của anh có đảm bảo hay không, đúng nào? Đấy, và chứ không không phải là cái câu chuyện là xin lỗi, tôi trả lời link không hoạt động à? Thế vậy cái link này có vấn đề rồi, vậy thì ngày mai tôi sẽ chia sẻ lại link ở trên cái, tôi sẽ lấy lại cái link chuẩn và tôi sẽ nhân viên tôi đang làm lại cái link thì tôi sẽ găm lại cho anh chị nhé. Tôi xin lỗi anh chị vì điều đó, mà vừa rồi có bạn là Trần Thanh Tâm báo tôi là cái link nó không được chuẩn. Dạ vâng, tôi xin lỗi các anh chị. Thế thì là trong trường hợp mà người ta không đủ tài chính thật, mà nếu mình vẫn ép người ta mua, đấy thật sự là làm cho người ta bị quá sức và có thể là người ta sẽ trách quán chúng ta nếu mà người ta vẫn cố mua sản phẩm dịch vụ của chúng ta, đúng không nào? Thế thì rất mong là các anh chị là chúng ta, thứ nhất là chúng ta nhằm cho nó đúng phân khúc, chúng ta là bán cho nó phù hợp với cả cái nhu cầu khách hàng thôi. Ví dụ như là 1 tỷ thì mua căn hộ nó tầm khoảng là 60 mét vuông thôi chẳng hạn, mà là ở cái khu nó cũng là bình thường bình dân thôi, nhà tái định cư thôi. Thế bây giờ lại bảo là mua căn 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ rưỡi lại bằng một căn chung cư đâu đó tầm khoảng là 80 mét vuông, nhưng mà khu đẹp, hoặc là 100 mét vuông là khu tốt rồi. Như vậy là vượt nhu cầu tiêu dùng của người ta và cũng vượt cái khả năng tài chính của người ta. Vì vậy theo tôi nghĩ là không nên. Vâng ạ. Anh chị em có các câu hỏi khác đi ạ. Thầy có phương pháp nào để hạn chế việc cắt máu của các CY không, đúng không ạ? Cắt máu này là hay xảy ra lắm, đặc biệt là trong các công ty bán hàng theo hệ thống và bán hàng online. Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng là cắt máu thì không ai biết được. Thế nhưng mà nếu mà học cách này thì là phải mời em Vũ Khánh Vân tham gia các buổi đào tạo trong nhóm của Rosa Bonita thôi. Quản lý về bán hàng mà để tình trạng cắt máu và là gọi như là thịt vào lợi nhuận hoa hồng xảy ra thì chắc chắn là hệ thống đó sẽ có vấn đề, không sớm thì muộn, đúng không ạ? Công Khánh nói thế này là đúng này, link hoạt động bình thường đúng không ạ, nhưng Facebook không cho tag link, đúng rồi đấy ạ. Cho nên có khả năng là phải viết một cái câu ví dụ như là các bạn ơi đây là link này, sau đó mới được kèm cái link đó vào ngay sau câu nói đó gửi đi thì được, nhưng link không thì như không được đâu, tôi đoán thế. Vâng ạ, thế tí nữa tôi sẽ làm lại thử xem, bởi vì ngay cái đầu giờ ấy, khi mà trước khi mà tôi bị gián đoạn ấy là tôi đã gửi một link lên rồi, mà link đó là có thể đăng ký được, đúng không ạ? Thế còn thôi anh chị đừng 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 băn khoăn quá về chuyện này. Tôi nhắc lại, anh chị đang theo dõi Facebook của tôi đúng không ạ? Anh chị quay lại tầm khoảng hai bài trước đây thôi, một bài trước đây tôi có cái bài mà tết 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 đấy ạ. Vâng, anh chị đăng ký link trong cho tôi chứ không nhất thiết là phải đăng ký ở link ở đây, đúng không ạ? Để chúng ta đừng mất thời gian đây nữa. À, chị Hoàng Mai Lâm hỏi là thế này đúng không ạ? Cái này là cách từ chối khéo người ta thôi ạ. Thứ nhất là thế này ạ, ba sản phẩm mà người ta đều từ chối, bây tôi nói ba sản phẩm của Rosa Bonita nhé. Một là viên trắng da, à, xin lỗi, là một là collagen, hai nữa là Liver Protect, và ba nữa là cái gọi như là thuốc tăng cường sinh lý nam. Mà ba sản phẩm, nếu giả sử đấy là một khách hàng mà từ chối cả ba sản phẩm thì chắc chắn khẳng định luôn là khách hàng người ta nói dối, đúng không ạ? Thế còn nếu mà từng khách hàng, ví dụ khách hàng này thì bảo rằng là em đang dùng sản phẩm rồi. Thế tôi nói thẳng luôn là có cách so sánh mà. Ví dụ thế này ạ, đã gọi là thực phẩm bổ sung hay là thực phẩm chức năng thì không có nghĩa rằng là uống cái này rồi không được uống cái kia. Đấy là khẳng định nhé. Thứ hai nữa là gì ạ? Đã là thực phẩm chức năng thì chắc chắn sẽ có sản phẩm tốt hơn và sản phẩm không tốt bằng. Thế thì bây giờ người ta bảo người ta uống thì đến bao giờ dừng được? Nó có phải là thuốc điều trị đâu. Nếu nó thuốc điều trị thì bảo là uống một liều 5 ngày, 3 ngày thì xong dừng lại. Thế nhưng mà đây người ta uống thực phẩm chức năng, ví dụ người ta uống là chè dâu ngô, hay là người ta uống chè mà gọi như là mướp đắng, hay là người ta uống
gọi như là Boganic chẳng hạn. Thế nên người ta uống một yến trường kỳ thiên niên kỷ, uống vài tháng không hết được. Thế thì như vậy có nghĩa là người ta cũng chưa hiểu biết, và hai nữa là có thể là mình chưa biết cách tư vấn. Thế thì có thể là gì ạ? Giống như việc chúng ta ăn cơm ấy, mình dừng ăn cơm thì mình chuyển sang ăn ngô, mình dừng ăn ngô mình xuống ăn gạo, còn nếu ai khỏe thì ăn cả ngô lẫn gạo. Thế nếu mà thật sự người ta muốn thử nghiệm sản phẩm của bên chúng ta ấy, thì đều phải nói là gì ạ? Chị ơi, cái sản phẩm này của em là hàm lượng nó như thế này, nó được sản xuất tại Úc là như thế này. Thế thì để mà giảm thiểu ngay cái tình trạng bệnh của anh ấy, thì em nghĩ rằng là chị nên tìm sản phẩm có hàm lượng cao thế này, chất lượng cao thế này, chứ chị uống cái sản phẩm trước ấy thì nó cũng tốt, nhưng mà cái công dụng nó tương đối là lâu, và em nghĩ là chị đã uống một thời gian dài như vậy rồi nhưng mà vẫn chưa đạt hiệu quả. Vì vậy chị nên đổi thuốc xem sao, đổi thực phẩm xem sao. Thế thì là bây giờ trước khi mà chị dùng sản phẩm bên em chẳng hạn, chị đi đo lường về cái hàm lượng gọi như là men gan đi, nó là bao nhiêu, thì chị chốt cho em con số như vậy. Sau khi chị dùng sản phẩm bên em 1 tháng chẳng hạn, chị đo lại men gan, nếu mà nó vẫn duy trì được như vậy hoặc là nó bị còn cao lên thì chứng tỏ sản phẩm bên em không tốt, thì chắc chắn rằng là chị sẽ không bao giờ tin tưởng sản phẩm bên em. Thế nhưng nếu mà nó lại hạ được xuống và nó có sự thay đổi khác biệt so với sản phẩm trước đây chị đang dùng, thì chắc chắn rằng là đây là một sự lựa chọn tuyệt vời mà chị không cần gì mà phải gọi như là cứ nuối tiếc một cái sản phẩm mà chị đã dùng như vậy. Thì đấy là cái cách mà chúng ta kiểu trả lời, tức là chúng ta không không chê sản phẩm của đối thủ, nhưng mà chúng ta khẳng định rằng chị dùng như giờ nhé, chị dùng sản phẩm A này hiện nay đang là gọi như là men gan là X gì, bây giờ chị chuyển sang dùng bên em 1 tháng sau nó chuyển là còn X gì trừ đi 100 chẳng hạn, như vậy là sản phẩm rất là tốt. Thế thì chị cố gắng sử dụng xem, chứ em cũng không dám nói là sản phẩm bên nào tốt hơn, bởi vì tất cả đều là đánh giá khách hàng chị ạ. À, đúng không nào? Phạm Quang Huy có hỏi rằng là thưa thầy cho em hỏi làm thế nào để giữ được khách hàng của mình sau khi chia sẻ thông tin khách hàng cho đội nhóm. Ồ, cái này tức là sao? Em chia sẻ thông tin cho tất cả mọi đội nhóm thì tất cả mọi người trong đội nhóm đều có quyền là tiếp cận khách hàng đó, mà khách hàng sẽ có quyền là lựa chọn là ai là người mà phục vụ tốt hơn, ai là người nhiệt tình hơn và là người hiểu biết hơn thì người ta sẽ đến. Mình không cách nào mình có thể là giữ được khách hàng cả. Thế thì trong kinh doanh đội nhóm nó có một cái hay là mọi người sẽ cùng hỗ trợ nhau để chúng ta có thể chốt được cùng một khách hàng. Thế thì ví dụ em là người giới thiệu, còn ví dụ như bạn Huyền Nhung chẳng hạn thì lại là người chốt. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chia cái lợi nhuận ra là bạn Huyền Nhung chốt thì bạn sẽ được hưởng 70%, còn mình là người giới thiệu là 30%. Rồi là khi mà gặp khách hàng hạn thì có thể hai người cùng đến gặp, giới thiệu là gì, chị ơi, thì bọn em là một đội bán hàng đấy ạ. À, bạn Nhung dạo này đang tiếp cận với chị, đang tiếp xúc chị, đang phục vụ chị, nhưng mà thời gian tới thì có khả năng là bạn Nhung bạn sẽ lấy chồng, thì để em sẽ phục vụ chị nhé. Thì tóm lại là vẫn là một cái gọi như giỏ đó thôi, chúng ta cũng không nên căng thẳng quá. Còn nếu mà chúng ta đã muốn giữ riêng cho mình thì chúng ta đừng có chia sẻ như vậy nữa, đúng không ạ? Lăng Phạm nói rằng là gì, em có khách nữ mà chồng của chị ấy nhậu nhẹt cũng tương đối nhiều giao tiếp khách, em cũng tư vấn mua cho chồng chị ấy thuốc bảo vệ gan, thể hiện sự quan tâm nhưng vẫn không thuyết phục được. À, thế chắc là chồng chị lấy nhầm vợ rồi. Bởi vì đơn giản rằng là những cái khách hàng như vậy là người ta không có tâm với chồng, người ta cũng chẳng muốn phục vụ chồng, thì ôi trời ơi khó đấy em ạ. Phải làm rõ hơn cái khả năng từ chối của chị ta là chị ta đang chuẩn bị muốn bỏ chồng rồi thì chị cần gì giữ sức khỏe cho chồng nữa, hoặc là chị đây đang gọi như ăn còn chưa đủ thì làm sao mà yêu cầu lo chuyện gan, bởi vì người Việt Nam mình là cứ khi nào phải vào bệnh viện cơ thì mới là ốm đau thật, chứ còn thì trước đó thì chưa gọi là chưa thấy quan tài chưa đủ lệ đâu, đúng không ạ? Ờ à, đúng rồi, nó phải có câu chuyện là phải đo lại mật độ thì mới biết được, đúng không nào? Ok. À, lại có một câu chuyện là thế này, vợ đã chót thích rồi và quyết định đặt mua 3 sản phẩm, nhưng sau đó nhắn tin cho chồng, chồng thì không tin vào thuốc quảng cáo vì đã nhiều sản phẩm không hiệu quả, nên nhắn tin cho vợ tạm thời không mua để tối về nói chuyện rồi trao đổi lại. Nhưng sau đó không thấy khách trao đổi gì nữa, bây giờ chăm sóc khách hàng thế nào, đúng không ạ? Thế trong trường hợp này tôi nghĩ rằng là nếu mình là người bán hàng nghiêm túc và sản phẩm mình là tốt thật thì bạn là người chủ động nên gọi lại, và đặc biệt cũng thể nói luôn là gì, chị ơi, em xin phép là có một buổi đến gặp anh chị. Đừng nói đến gặp chị, bởi vì rõ ràng trong trường hợp này thì là chị cũng đã chịu sự tác động của anh rồi, nên là em sẽ đến gặp anh gặp chị, biết đâu đó thì anh sẽ gọi như là hiểu hơn về dòng sản phẩm này, thì chị biết rồi đấy, đúng không ạ? Em thừa nhận
là sản phẩm hiện nay thì có sản phẩm tốt, có sản phẩm chưa tốt. Ai bán hàng thì cũng nói tốt về sản phẩm của mình cả, nhưng mà không gì bằng là tai nghe mắt thấy tay sờ. Cho nên là em rất muốn là được gặp anh chị để em có thể tư vấn lại cho anh chị một lần nữa. Thế thì tối nay 8 giờ em qua nhà anh chị nhé. Thế còn chúng ta không thể thuyết phục riêng rẽ từng người được đâu. Chúng ta phải phải coi như là gặp một lần chung. Thì lúc đó thì cũng là giúp cho chị vợ thuyết phục được chồng. Chứ còn chị vợ chị không hiểu lắm về sản phẩm, chị nói ra những câu nói như vậy, nó sẽ làm cho chồng không thật sự hiểu và có thể đánh mất đi cái cảm tình đối với tất cả các sản phẩm nói chung. Đúng nào? Ok. Vâng, và bây giờ cũng đã là 12 giờ rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay thời gian trôi rất là nhanh, có lẽ là vì chiến thắng của cái trận bóng đá Việt Nam làm thời gian trôi rất là nhanh. Hôm nay tôi đã chia sẻ với anh chị, đã nhắc lại là 11 cái phương pháp để chốt đơn hiệu quả. Và như vậy có nghĩa rằng là chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh chị em vào tối chủ nhật tuần này. Đúng ạ. Và chúng ta sẽ có những chuyên đề tiếp theo rất là hay. Một lần nữa là gì? Từ nay đến ngày mai thì anh chị tiếp tục hộ tôi là chia sẻ lên tường và chia sẻ với các đội nhóm và tag bạn bè lại. Bởi tôi nghĩ rằng anh chị sẽ tìm được rất nhiều kiến thức hay ho tại đây. Đồng thời anh chị cũng đăng ký kênh YouTube cho tôi và anh chị cũng là comment thêm các nội dung bài học mà anh chị cảm thấy hay. Và đặc biệt là anh chị là những người mà có nhu cầu tham gia bán hàng, khi anh chị chưa tìm được sản phẩm phù hợp, khi anh chị chưa được đào tạo, khi anh chị chưa có niềm tin vào công ty, thì anh chị hãy đăng ký vào cái đường link mà tôi sẽ gửi và tôi đã gửi trên Facebook rồi, để anh chị em có được cái đăng ký để có được cái sự hỗ trợ trực tiếp của tôi vào tuần sau, vào ngày 21 hoặc là ngày 22, để chúng ta có thể tự tin kinh doanh vào những tháng cuối năm và có thể biết đâu đó lại mở ra cơ hội kinh doanh tuyệt vời dài lâu chúng ta thì sao, đúng không ạ? Chúc anh chị em ngon giấc. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. 100 hơn 100 con người đang theo dõi tôi giờ phút này là những người rất rất tuyệt vời. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Và cũng xin lỗi anh chị em về sự cố hôm nay là bị gián đoạn. Thế nhưng mà chúng ta vẫn gọi như là đồng hành cùng với nhau giờ phút này là rất quý rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng ạ, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người.